<laughs> OK chào Hương nha chào các bạn ạ hôm nay mình lại có mặt đúng giờ để chúng ta cùng uh, nhận xét bài cho nhiều bạn sinh viên thực sự hôm nay mình phải dùng từ là nhiều bạn sinh viên bởi vì quá là nhiều luôn có nghĩa là chỉ trong hai ngày thứ bảy chủ nhật thôi mình nhận được yêu cầu của các bạn rất là nhiều thực sự là hôm nay mình cũng phải cố gắng là không thể nào mà 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 có thể là la cà được chắc là phải tập trung vào ngay các cái vấn đề của các bạn bởi vì mình cũng đã nhắn lịch uh, cho các bạn để các bạn vào xem cái phiên like này của mình cho đúng giờ rồi vì thực tế hôm nay mình đã chuẩn bị rất nhiều bài kể cả trách đạo văn cho một bạn mình vừa mới trích xong tỷ lệ của bạn khá là cao Hình như mình nhớ không nhầm của bạn là trên 60% trên 60% trăm à... cái nguồn trùng nó dài kinh khủng luôn Các bạn nhìn mình vuốt mỏi tay luôn chưa đến nơi luôn á Sáng nay mình có một check cho một bạn sinh viên mà nó trùng 475 nguồn đấy đúng thật là lần kỷ lục mà mình check đấy bài của bạn ấy trùng 64 phần trăm 64 phần trăm này các bạn nhìn này nó đến mấy trăm ạ nó đến 170 nguồn nhưng mà bạn sáng nay các bạn sáng nay comment dạo hello chào bạn comment dạo nhá các bạn ơi các bạn share cho mình nhé các bạn share mới thả tim cho mình cái like này để tiktok nó nhận ra rằng đây là một cái like hữu ích cho cộng đồng đặc biệt là các bạn sinh viên đang trong quá trình làm bài hoàn thiện bài và trách đạo văn mình nghĩ rằng nó là cái tốt cho các bạn bởi vì hoàn toàn chúng ta học được uh, miễn phí đúng không từ thầy và thầy có thể chia sẻ có thể là hướng dẫn cho các bạn thì nói thật với các bạn chỉ trong có hai ngày thứ bảy và chủ nhật thôi mình đã nhận được rất rất nhiều các cái bài luôn này, vừa mới đây này không biết bạn sinh viên đã vào kịp xem chưa cách đây chắc chỉ độ một phút thôi thì mình có nhận được một uh, cái yêu cầu là sửa bài nhưng mà không biết là mình có kịp sửa không và một cái yêu cầu nữa là trích đạo văn thực ra hôm nay mình không định là sẽ ra em đây ạ ok <laughs> rồi avocavovit không biết là đọc tôi thật là tên nick của các bạn bây giờ mình không đọc được thế là bạn ấy có yêu cầu là nhờ mình nhận xét mình không biết là có đủ thời gian để nhận xét được hết bài cho các bạn không bởi vì hôm nay tương đối là nhiều bài thì uh, cái, cái menu của chúng ta ngày hôm nay cái menu ngày hôm nay của chúng ta sẽ có một số các cái đề cương nghiên cứu. Bởi vì mình không hiểu nhưng mà một số trường thì ví dụ như trường mình thì vừa mới xong nghiên cứu khoa học rồi, nhưng một số trường thì bây giờ mới đang chuẩn bị nghiên cứu khoa học. Và một số trường thì đang chuẩn bị cho sinh viên nộp cái người ta gọi là cái um, cái gì nhỉ? Tự nhiên mình quên tên nó nó không phải khóa luận tốt nghiệp, nó không phải là khóa luận tốt nghiệp mà nó là báo và có tốt nghiệp à? Nói chung là một cái dạng dạng tốt nghiệp cũng rất là nhiều. Nên cho nên hôm nay mình có nhận xét một số cái đề cương nghiên cứu khoa học và một số cái đề cái đề cương đi, cụ đề cương của các bạn đã gửi đây, đây là một đề cương này. <laughs> Ngoài ra còn đây mình sẽ bật ở chạy chế độ này nhé. đây, uh, ok một cái một cái thuyết minh nữa. hôm nay mình sẽ cố gắng là cho các bạn nhiều nhất có thể đây này, cái menu này ở đây có rất nhiều bài đang chờ nhận xét nhưng mà mình không 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 biết có kịp không. cho nên mình cố gắng là nhận xét một cái thuyết minh, một cái bài uh, đây nữa nhỉ. Một cái bài tiểu luận của bạn sinh viên này. Ba bài. Hôm nay chúng ta cố gắng là nhận xét ba bài cho các bạn sinh viên nhé. Đây này. Đây nữa. Uhm, đây ạ. Và một bài nữa của bạn là. Đây. Đây nữa cố gắng hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành ba cái bài này đấy thì mình phải đẩy nhanh cái tốc độ uh, chứ không dám la cả như mọi hôm bản cuối nữa nha thầy <laughs> bản cuối nữa không biết là bản nào bản cuối là bản này của em đúng không đã, mình đã có nhắn các bạn vào xem luôn rồi Thế cho nên là chắc là hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nội dung luôn nhé lại không la cả nữa sợ mất thời gian của các bạn các bạn ơi các bạn thả uh, tim với cả share được không ạ bởi vì uh, nó sẽ giúp cho tiktok nhận ra đây là một cái phiên like hữu ích mình like ở đây không phải là chỉ có trả lời cho một số bạn có bài ngày hôm nay mà mình like để tất cả các bạn chúng ta cùng xem chúng ta cùng giúp kinh nghiệm bởi vì đôi khi các bạn chỉ cần nghe mình like thôi các bạn đã giúp kinh nghiệm được cho bài của bạn rồi đã hoàn thiện rồi và giúp cho các bạn đạt được điểm cao rồi bởi vì đa số các bạn sinh viên năm nhất thì đến kỳ này các bạn mới phải làm cái bài tiểu luận cho nên các bạn gặp rất là nhiều khó khăn đôi khi nhìn cái hình thức của các bạn đã biết là không thể cao điểm được rồi mình nói thật nhìn hình thức đã không thể cao điểm rồi đây này bạn sinh viên bạn ấy để bạn ngu ngốc ấy đúng không bạn ngu ngốc tên là ngu ngốc thôi nhưng mà bạn ấy rất là thông minh đấy có nghĩa là hôm nay bạn ấy đã phải chiều nay có nghĩa là gần sát giờ like của thầy bạn ấy phải inbox đúng không thầy ơi thầy đừng quên bài của em đúng không chứ nếu không hôm nay bạn mà không nhắn đảm bảo thầy quên bởi vì nó nhiều bài quá thầy ơi trích đạo văn mà được tư vấn tỷ lệ trùng lập thì mất phí cả hai hay một ạ đây uh, đây này bạn sinh viên này này đây này đây là bài của bạn hiện nay đang trùng 60% Đang 60% Nhưng mà cái bài của bạn chỉ Cái bài của bạn check ấy Nó chỉ giá có bằng hai cái bánh mì thôi Các em có ăn cái bánh mì mà đựng trong cái cái gói Gọi là bánh mì kinh đô bao giờ không Đấy, nó bằng hai cái gói bánh mì kinh đô đấy thôi Các bạn biết thừa là là bao nhiêu tiền rồi đúng không Đấy, thì cho nên thầy vừa check cho bạn đã xong rồi Bây giờ thầy lại còn phải đang phải nhận xét cho bạn nên này, này này Và nhận xét thì không mất tiền Các bạn thấy không ạ đó chỉ có hai bánh mì kinh đô thôi <laughs> nha ok các bạn ơi các bạn cho mình thêm một share nữa để mình bắt đầu được không ạ nhá cho mình thêm một share nữa um, bởi vì là hiện nay đang 19 chín share, share, rồi các bạn cho mình thêm một share nữa nhé để mình sẽ bắt đầu cái buổi live tư vấn cho các bạn đề tài ngày hôm nay ạ. các bạn ơi các bạn share đi ạ các bạn share nhiều mới cả thể thả tim nhiều để cho cái 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 cái, cái phiên live này nhiều bạn cùng xem nhé để làm sao đấy các bạn xem các bạn rút được kinh nghiệm cho bài của các bạn chứ ngay kỳ đầu tiên hoặc là kỳ thứ hai mà điểm của chúng ta không cao ấy, thì nó rất ảnh hưởng đến cái tâm lý học tập đang học cấp 3 đang điểm cao đúng không 8 9 10 nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp mà cái bằng cấp 3 của các bạn ấy hoặc là cái học bạ toàn 9 phẩy lên đại học thì mãi không nổi một con chín đấy mãi không nổi một con chín ạ em đang tham khảo khóa học của thầy có nhận xét miễn phí là sao ạ? Ok các bạn có thể xem uh, cái link bio của thầy ở trên cái uh, cái 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 um, hồ sơ của tiktok này nhá thì khóa học training ấy, dạy các bạn tiểu luận viết tiểu luận nghiên cứu học khoa học tốt nghiệp thì sau khi các bạn học xong thì các cái bài bạn làm ấy bạn sẽ được tư vấn miễn phí của thầy sẽ đọc bài của các bạn và nhận xét bài miễn phí cho các bạn thì đấy là một một trong rất nhiều những cái ưu ưu ái của cái khóa học đó thì các bạn lưu ý nhé. Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé ở đây là một bạn sinh viên, bạn ấy làm cái đề tài các bạn nhìn nhé. Thực trạng sinh viên sử, sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật tiếng Anh trong học tập. Thực ra các bạn nhìn đề tài này, các bạn có thể đoán được đây là một bạn sinh viên chắc chỉ độ năm nhất, năm hai thôi. Bởi vì cái tên đề tài nó không đi quá sâu vào một cái vấn đề nó hóc búa. Mà đề tài của các bạn ấy đa phần nó chỉ dừng lại ở góc độ là mô tả thôi. Có nghĩa là mô tả lại cái thực trạng mà các bạn sinh viên đang sử dụng dịch thuật, công cụ dịch thuật như thế nào để từ đó các bạn có thể đưa ra cái, 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 kiến nghị hoặc đưa ra các cái góp ý làm sao đấy để cho cái việc sử dụng nó hiệu quả đấy các bạn tưởng tượng như vậy nhá cái đầu tiên chúng ta phải phân tích đề tài như vậy thế thì cái các bạn ơi các bạn share đi ạ. cho mình nên tròn 30 đi bây giờ còn thiếu ba cái nữa thôi thế thì cái đối tượng mà bây giờ chúng ta cần phải quan tâm cần phải tìm hiểu đó chính là cái cái thực trạng các bạn đang làm như thế nào còn cái khách thể ở đây chính là các bạn sinh viên được chưa khách thể là cái việc mà các bạn sinh viên ờ, phạm vi ở đây chúng ta thấy là một số trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đấy đầu tiên thì với một đề tên đề tài thì chúng ta cần phải phát thảo một chút như vậy để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn chứ đối tượng nghiên cứu của chúng ta không phải là sinh viên thầy ơi lát thầy sửa đề tư tưởng hồ chí minh với tự học với ạ ờ, cái này thì các bạn phải có đề tài của các bạn các bạn phải làm nhé thầy sẽ nhận xét dựa trên đề tài của các bạn ok nhé vậy là thầy đã phân tích sơ qua một chút để các bạn xem là đối tượng đây là cái thực trạng thực trạng các bạn sử dụng công cụ như nào chúng ta đi vào cái thực trạng còn thực trạng nó gồm những nội dung gì thì chúng ta cùng tìm hiểu thêm đúng rồi. <laughs> đề tài chung chung rộng quá đề tài này chỉ mang tính chất mô tả thôi nhá thế đầu tiên ở đây bạn ấy lại viết lại tên đề tài một lần nữa này xong rồi đấy bạn ấy trình bày về tính cấp thiết em mới xong quá luận tốt nghiệp đi nghiên cứu nhìn lại ám ảnh có gì đâu ám ảnh <laughs> đây này bạn ấy làm cái tính cấp thiết và của đề tài thế thì trong rất nhiều các cái phiên like mình đã nói với các bạn rồi thứ nhất là là mình đã dạy cho các bạn biết là trong trong cái nội dung tính cấp thiết hoặc là lý do chọn đề tài chúng ta phải viết những phần nào thực ra bạn A ra em ạ nếu như mà mình làm nó không có một cái công thức hoặc là có một cái cách mình không tiếp biết mình không biết cái gì là chuẩn em ạ mình làm thì rất là khổ mình cứ làm đi làm lại bản thân mình khi làm mình không biết đến được hay chưa nhưng nếu mà mình đã được tiếp cận chuẩn rồi thì em sẽ biết cách viết thầy lấy ví dụ một chút nhé ví dụ như bây giờ em không biết cách viết tính cấp thiết đề tài như thế nào thì em viết rất là khổ có nghĩa là không, bây giờ mình không biết, biết bắt đầu từ đâu nhưng mà khi mà các bạn xem like của thầy nhiều các bạn sẽ biết rằng là thầy đã cụ thể hóa cái phần tính cấp thiết nó gồm những cái phần nào rồi nó gồm có năm ý đúng không cái tổng quan của vấn đề ví dụ bây giờ bạn muốn nghiên cứu về cái việc mà sử dụng công cụ uh, công cụ dịch thuật thì bạn phải nói rằng à cái bối cảnh hiện nay thì cái công cụ dịch thuật đấy nó đang nằm trong bối cảnh như thế nào thì đấy là cái phần 1 bạn phải viết được như vậy cái chương không phải chương một mà là cái 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 đoạn đầu tiên này này bạn phải viết được sau đó bạn nói đến tầm quan trọng của cái cái công cụ đó trong thời trong thời điểm hiện nay đặc biệt là trong cái bối cảnh mà hiện nay là Uh, hiện đại hóa rồi thì là uh, hội nhập quốc tế thì cái công cụ dịch thuật nó quan trọng như thế nào chẳng hạn tiếp nữa là bạn nói về cái gì cái khoảng trống tri thức đấy nó đang quan trọng như vậy nhưng mà thực tế các bạn sinh viên có biết sử dụng không hay là sử dụng nó một cách nó nó vô tội vạ nó không đúng thì thành ra là đôi khi nó còn có tác hại xong rồi bạn nói đến diện à, tính cấp thiết sau đó bạn mới nói đến cái mục tiêu nghiên cứu của bạn thì cái viết bố cục như vậy xong trong đó bạn phải đưa thêm các cái trích dẫn khoa học vào để làm tăng cái tính khách quan của vấn đề cái lập luận của bạn đấy thế thì trong quá training mình đã dạy các bạn cách viết như vậy chứ không phải là chúng ta muốn viết thì thì viết nhiều bạn sinh viên bạn ấy viết từ đầu này đến đầu này bạn viết đúng một 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 đoạn văn thôi đấy Jenny Phạm em chào thầy ạ ok chào Jenny nhá dạo này hay gặp bạn Jenny trên live à, khóa học được cả học trên zoom hay chỉ một trong hai ạ các bạn sẽ được học cả trên zoom học 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 với thầy á và các bạn sẽ được học cả trên live nữa nhá. À thầy xin lỗi cả trên web nữa. Chào thầy à, vừa em vừa bảo vệ khóa luận xong. Ờ máy bay B52 ta Ok bạn được điểm cao không ạ? Các bạn ơi các bạn cứ đặt câu hỏi hoặc là trao đổi ở dưới live nhá, thầy sẽ nhận xét tiếp này. Ở đây thầy còn phát hiện ra là bạn này bạn ấy viết thiếu rất nhiều những cái thứ mà thầy vừa nói với các bạn ạ. Thế cho nên nó chưa được tốt lắm. Bên cạnh đó thì thầy thấy bạn này bạn sử dụng nhiều cách văn nói hơn. <laughs> kiểu có một thực tế là chúng ta không nên viết như vậy đấy hoặc là ỉ lại vào công cụ chúng ta dùng những cái từ như kiểu văn chúng ta đang nói chuyện với nhau ấy đấy. thậm chí họ thậm chí tìm đến các công cụ đấy ạ bạn này đang muốn trình bày các cái khoảng trống nhưng mà bạn ấy lại 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 viết các cái văn phong nó giống như kiểu văn đang nói chuyện ấy. đấy Các bạn nên chưa Em được 9 điểm tại phân viện miền Trung. À, ok, giỏi quá nhỉ. ok, chúc mừng nha. Thầy vừa đăng một cái bài có ảnh của các bạn phân viện miền Trung xong. Đó. Thế thì ở đây bạn đang nói đến gì Các cái văn nói khá là nhiều và không có một cái số liệu thực tế nào. Ví dụ bạn nói rằng là rất nhiều các bạn sinh viên hiện nay bạn nói rằng là các bạn sinh viên hiện nay đang sử dụng công cụ nó không đúng. Thế thì bạn có sự bạn có bạn bạn bạn, bạn có tham khảo được một cái số liệu nào đó cụ thể không? có một cái tổ chức nào đấy người ta công bố không đúng không người ta công ví dụ như đây bạn nói là nhá hiện nay cho thấy các bạn nhá ví dụ như uh, bên cạnh đó đúng không các bạn sinh viên hiện nay sử dụng công cụ dịch thuật chưa đúng với mục đích và làm tăng cái hiệu quả hoặc là làm tăng cái cái, cái tính um, học thuật hoặc là làm tăng cái tính uh, nói chung là cái, cái tính hiệu quả nhất của cái công cụ đó chẳng hạn hoặc là làm tăng cái tính uh, gọi là chủ động trong làm việc nói chung là mình muốn khẳng định một cái điều gì đó người ta gọi là cái luận điểm của mình ấy thế sau đó bạn phải có một cái luận cứ hoặc là bạn phân tích xong có luận cứ ví dụ như là theo khảo sát của tổ chức gì đó về tiếng anh chẳng hạn thì có tới 80% hay 70% hay 60% các bạn sinh viên sử dụng các công cụ dịch thuật chưa đúng với chức năng hoặc là chưa đúng với cái mục đích hay là cho đúng một cái gì đấy thì rõ ràng cái số liệu đó nó nó bổ sung cho cái luận điểm của bạn rất là nhiều có nghĩa là bạn nói nó có sách mách có chứng ấy. Thế còn ở đây mình thấy là bạn đưa ra nhiều luận điểm đây, Mỗi một cái này là một luận điểm Đây, đây các bạn sinh viên hiện nay đây Đấy, kiểu 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 cái gì đó Đấy, câu đầu tiên Nhưng mà về sau nó không có luận cứ gì hết Nó khiến cho cái lập luận của bạn nó lỏng lẻo Đấy, cho nên là Ở đây thầy nhận xét như vậy cho bạn này Thì tự nhiên các em khi bạn em các em viết cái phần mở đầu Các em viết phần lý do trận đề tài Hay là khi các em viết cái phần mà kể cả trong các cái chương của các em Thì các em phải nhìn lại một câu chuyện là Có luận cứ không Hay là mình cứ nói khơi khơi thôi Đấy. Bạn Diệp Hồ Ngọc Anh, thầy ơi cho em hỏi là tiểu luận mình nộp bản cứng thì làm sao thầy cô có thể trích đạo văn? Ok, ờ, thầy cô có thể trích đạo văn của bạn. Với những cái bài tiểu luận nhỏ của bạn thì cái vấn đề mà bạn trình bày ấy, thầy cô đã thuộc như lòng bàn tay rồi, mình nói thật. Cho nên khi bạn trình bày một cái khái niệm nào đó, thầy cô có thể sử dụng các cái kỹ thuật các cái, các cái kỹ thuật viết bài của thầy cô để quay trở lại bài của bạn. Là bạn không làm đúng theo các cái quy cách về mặt khoa học thì bài của bạn đã đạo văn rồi đạo văn không có nghĩa là bài của bạn trùng lập quá tỷ lệ mà đạo văn nó có nghĩa bản chất của nó là gì? sử dụng của người khác nhưng mà không trích dẫn thầy cô chỉ cần nhìn đoạn văn của bạn hoặc là nhìn bài văn của bạn biết rằng là rất nhiều đoạn rất nhiều đoạn bạn viết nhưng mà bạn không có trích dẫn thì thầy cô khoanh vào ngay ví dụ như bây giờ bạn viết bạn bạn nêu một vài khái niệm thế thì bạn thử nghĩ xem một vài khái niệm trong cái vấn đề của bạn thì thầy cô đọc quá nhiều rồi thầy cô biết thừa những có những cái quan điểm nào trong cái lĩnh vực đó thì người ta biết ngay thì người ta vẫn có thể đánh bạn về cái câu chuyện là trích đạo văn ở chỗ đó chứ không phải là đưa lên máy tính ra tỷ lệ phần trăm thì mới biết là bạn sinh viên này có đạo văn hay không cho nên các bạn phải thực các bạn phải thực sự hiểu bản chất của đạo văn là gì hôm vừa rồi mình có show cho các bạn thấy một cái tài liệu mà mình public cho các bạn là mình đã tổng hợp tất cả những cái thông tin tất cả những câu hỏi mà các bạn sinh viên đặt ra cho mình về vấn đề đạo văn mình đã tổng hợp lại rồi và mình đã public rồi thì các bạn có thể lên đó đọc các bạn có thể lên nó đọc nhé tất nhiên là mình sẽ update dần dần bởi vì câu hỏi thì nó muôn hình muôn vẻ lắm mình sẽ update dần dần cho các bạn nhưng đó là cái kiến thức cơ bản mình nghĩ rằng bất cứ bạn sinh viên nào cũng phải biết chứ bây giờ đừng hỏi ngây ngô theo kiểu là như bạn vừa hỏi vừa rồi là chúng ta chưa hiểu gì về đạo văn đâu đó cho nên các bạn lưu ý nhé thầy đọc cái biết ngay ok bạn trần văn chiến ạ <laughs> rồi tiếp tục nhé đấy là cái phần lý do chọn đề tài mình hy vọng là các bạn cũng đã biết sơ sơ về cách viết của nó rồi các bạn ơi các bạn share đi ạ các bạn cho mình thêm 3 share nữa để cho tròn 40 nhé. Các bạn nhớ thả tim nhá. Tiếp tục đến phần uh, tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Thực ra là không biết cái tên này là tên do nhà trường bạn đặt hay là tên do bạn đặt. Nhưng mà cái tên nó hơi lòng vòng. Thông thường chúng ta chỉ ghi đại diện lịch sử nghiên cứu vấn đề. Hoặc là tổng quan nghiên cứu. Nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Bởi vì cái bản chất của nó là review lại tất cả các cái nghiên cứu trước đây. Tất nhiên là không phải 100% nhưng mà các nghiên cứu mang tính chất cột mốc có sự phát triển về vấn đề của mình. Họ ý là cũng nghĩa là người ta muốn biết xem là trong thực tế thì các cái đề tài mà nghiên cứu về lĩnh vực của mình ấy thì người ta đã phát triển đến đâu rồi. Và cái đề tài của mình nó có thừa gì không? Nó có phát triển gì không? Mục đích của phần này chính là như vậy các bạn. Thầy ơi cho em hỏi chiếc dẫn tài liệu như thế nào để hạn chế đạo văn? Ok, cái này thì lát nữa chắc là vào phần đạo văn mình sẽ nhận xét kỹ nhé. Đây này. Lát nữa chúng ta sẽ có một cái bài nhận xét đạo văn cho một bạn sinh viên. Đây này. Bài của bạn đang trùng khoảng độ 160 mấy nguồn đấy ở trong đấy sáng nay mình check cho một bạn sinh viên còn trùng 7 475 nguồn các bạn thấy sợ 475 nguồn có cái kéo xuống nhà mỏi tay luôn á. đây lát sẽ mình tư vấn cho bạn này thì mình sẽ trả lời cho bạn Hường nhé đấy các bạn thấy chưa các bạn nói cho mình ba share đi ạ um, các bạn nhớ thả tim nhé 80 bạn đang xem các bạn cho mình ba share đi để cho tròn 40 ạ. và để cho các bạn sinh viên khác các bạn cũng có cơ hội là xem được cái này này uh, tiếp nữa là cái phần mà tình hình nghiên cứu đấy như mình vừa giải thích cho các bạn bản chất của tình hình nghiên cứu là gì thế thì có mấy cách viết cách viết mà 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 hiện nay mình thấy rằng nhiều người người ta đề cập nhất mà cách viết mà người ta cho rằng nó tốn nhiều công sức nhất đó chính là cách viết theo vấn đề các bạn ơi cho thêm hai share đã điện các bạn cho thêm hai share đó đi có nghĩa là viết theo vấn đề viết theo vấn đề chứ không phải liệt kê theo cái tên đề tài các bạn sinh viên nhà mình thường hay viết theo kiểu liệt kê bởi vì bản chất ấy câu chuyện là không phải là ai viết đúng ai viết sai nhưng mà các bạn thử nghe mình phân tích nhé cái mục tiêu chính của phần này đó chính là làm sao để có thể cái người mà người ta làm nghiên cứu ấy về đề tài này ấy, người ta biết được cái tiến trình phát triển của vấn đề cái tiến trình phát triển của vấn đề để xem rằng là cái đề tài của họ hoặc là cái vấn đề mà họ đang nghiên cứu nó có sự phát triển từ đầu như thế nào, từ các lý thuyết như thế nào. Được chưa? Thì cho đến nay thì họ đã nghiên cứu được cái gì rồi và đề tài của họ có gì khác biệt. Cái bản chất là như vậy. Bởi vì bản chất của chúng ta nghiên cứu là đứng trên vai người khổng lồ. Có nghĩa là gì? Tôi không làm được tất cả. Tôi chỉ làm được một bé xíu thôi. Nhưng mà cái bé xíu của tôi nó thêm vào với những cái gì mà đã có. Các bạn ạ. Chứ mình không làm được cái gì nó mới mẻ hoàn toàn đâu thế thì bây giờ chúng ta chỉ có liệt kê đề tài các bạn tưởng tượng nhé các bạn tưởng tượng này với mục tiêu như vậy mà chúng ta chỉ liệt kê là anh A viết thế này chị B viết thế kia đấy chúng ta có liệt kê đâu thậm chí đề tài trong nước đề tài quốc tế thế thì theo các bạn thử nghĩ xem nếu mà chúng ta chỉ có liệt kê như vậy thôi thì chúng ta có thấy được cái sự phát triển của vấn đề được không mình nghĩ là nó hơi khó đấy thế cho nên là trong rất nhiều các cái học giả, người ta nói rằng người ta sẽ tổng quan theo vấn đề, tổng quan theo vấn đề có nghĩa là gì? À, ví dụ ở đây chúng ta có cái vụ như là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, lát nữa chúng ta có một đề tài là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn toán cho học sinh lớp 4. Thế thì người ta sẽ tổng quan xem à, cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thì có những đề tài nào nghiên cứu, đấy, đấy vấn đề như vậy. Tiếp là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các cái học phần cho học sinh tiểu học. Rồi thì tiếp tục là các đề tài nghiên cứu về uh, các cái vấn đề là uh, ứng dụng hệ thông tin trong giảng dạy cho học sinh lớp 4 hoặc là cụ thể là cái môn đó trong lớp 4. Vậy các bạn thấy không ạ? Các cái lớp vấn đề nó có sự tiến triển. Và càng càng nó đi sát vào cái đối tượng mà chúng ta nghiên cứu. Đấy, thì hiện nay mình thấy rằng là các cái các cái tác giả thì người ta hay tiếp cận như kiểu đấy. Chứ người ta không liệt kê giống như ngày xưa đâu là ở sách báo thì có sách báo gì, tạp chí có gì. Uh, nghiên cứu khoa học có gì không phải vậy là chúng ta đang đi liệt kê theo cái theo diện theo cái tài liệu vậy là chúng ta rất khó để nhìn thấy sự phát triển của vấn đề bởi vì trong mỗi loại hình tài liệu thì nó lại có những cái tài liệu lại chủ đề khác nhau mà cho nên rất khó nhá cho nên là mình mình đang comment cho các bạn một cái cách mà người ta đang viết như vậy đó thì để các bạn tham khảo chứ ở đây đối với bạn sinh viên này bạn liệt kê còn chưa xong á bạn liệt kê đây bài nghiên cứu bài nghiên cứu là cái dạng nào rồi thì ở đây bạn có nêu được tên của họ không? Bạn có nêu được năm họ công bố không? Của sinh viên này. Và thực ra là cái nghiên cứu của sinh viên ấy, nó là một trong những cái nhóm tài liệu tham khảo mà có độ tin cậy thấp. Đúng không? Các bạn có nghĩ là thấp không? Mình nghĩ là thấp đấy, nha. Bởi vì chúng ta có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau ở các cấp đề tài khác, ở các cấp độ tin cậy khác khác nhau. Thế cho nên ở đây, ở trong cái khóa training mà mình dạy cho các bạn ấy, các bạn nhìn nhé, trong khóa training mà mình dạy cho các bạn, thì trước khi mình dạy các bạn viết phần tổng quan này Thì mình phải dạy cho các bạn cách biết tìm tài liệu Trước khi mình dạy cho các bạn biết tìm tài liệu Thì mình phải dạy cho các bạn biết cấp độ uy tín của các nguồn tài liệu Trước khi mình dạy cho các bạn biết cách cấp độ uy tín của nguồn tài liệu Mình phải dạy cho các bạn cách biết phân tích tài liệu, phân tích đề tài Chứ không phải bột một cái chúng ta nhảy tót vào đây xong chúng ta viết như thế này Sao mà chúng ta chưa trình bày được Và khi các bạn muốn trình bày trong từng tài liệu này Các bạn phải trình bày nó có bố cục Ví dụ như mục tiêu nghiên cứu của họ là gì? Phạm vi của họ ra sao? Phương pháp họ sử dụng là gì? Mục đích cuối cùng hoặc là mục tiêu họ đạt được là gì? Kết quả nghiên cứu ra sao? Bạn phải viết được theo cái cục bố cục như vậy chứ không phải như ngày xưa chúng ta cứ thế chúng ta viết, viết được cái gì thì viết. Đôi khi chúng ta còn không đọc tài liệu đấy, chúng ta thì chỉ thấy nó tóm tắt một tí ở trên mạng thôi. Thế là chúng ta cũng viết vào được, rất siêu. Nhưng bản chất không phải là như vậy đâu các em ạ. Nhá. Được chưa? Đây này mình sẽ sâu cho các bạn thấy nhé uhm. đây đây này trước khi mình dạy trước khi mình dạy các bạn cách viết phần tổng quan đây này đây trước khi mình dạy cho các bạn viết cái này thì trước đó mình đã phải dạy các bạn cách những thứ này đặc biệt là sử dụng cái literature review table thì mới viết được cái phần diện tổng quan còn các bạn muốn hỏi literature review table là cái gì thì có khi là nhiều nhiều lúc mình đã nói rồi nhưng bây giờ mình sẽ chỉ thêm cho các bạn nhé đây này ở đây mình có một cái literature review table <laughs> Đây các bạn nhìn này Đấy. Cái này thì mình đã để mình viết một cái bài báo ờ, Tham gia hội thảo quốc tế Và hôm nay họ đã trả lời rồi Họ sửa lần một rồi Chắc là hôm ngày mai mình phải đọc lại để họ Mình phải sửa lại để gửi lại cho họ trước ngày bao nhiêu tháng 6 ấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa Một đề tài mình phải viết được các cái thông tin có liên quan Các cái kết quả Các cái phương pháp, các cái mẫu, các cái rất nhiều thứ Và cuối cùng là Có thể là có ghi chú Và cái này để làm gì cái này để khi các bạn viết tổng quan thì các bạn sẽ có đầy đủ thông tin của một đề tài. Cái thứ hai nữa, để khi các bạn muốn nhóm vào các cái đề tài trong cùng một nhóm, các bạn sẽ nhóm được. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn nhóm các cái đề tài và sử dụng một cái lý thuyết nào đó. Thì ví dụ như người ta sử dụng lý thuyết A thì bạn chỉ cần là diện viết cái A vào đây. Xong tiếp tục một người lý thuyết A tiếp bạn sử dụng A vào đây. Sau đó bạn nữa bạn sử dụng cái công cụ sort này này. Đấy, bạn sort từ A đến Z. Ngay lập tức tất cả những cái A ở trong phần cột này nó sẽ đẩy hết lên. Có nghĩa là tôi nhìn một cái tôi biết rằng à, có ba cái đề tài này sử dụng cái lý thuyết A vậy là đến khi tôi viết là tôi sẽ sử dụng là diện A à trong các nhóm đề tài nghiên cứu về cái vấn đề này có ba cái lý thuyết được sử dụng nhiều nhất trong đó lý thuyết A được sử dụng với các đề tài ví dụ như các đề tài hoặc là với các cái nghiên cứu sau tôi kể tên nghiên cứu vậy là tôi sẽ viết ở tổng quan chứ không phải tôi liệt kê từng đề tài một tôi liệt kê từng đề tài một thì khả năng tôi bị trùng lập khi mà tôi chết đạo văn rất là cao đấy cho nên là chúng ta sử dụng literature review table chứ không sử dụng cái kia đây này, mình phải sử dạy các bạn sử dụng cho này. Và đặc biệt là sử dụng cho dạy cho các bạn sử dụng EndNote 20 để các bạn sử dụng trong quá trình mà các bạn viết. Cái này thì mình đã thực hành rất nhiều rồi, các bạn có thể làm ngay. cũng là để cao cái tính tự động hóa trong quá trình chúng ta làm bài. Đấy, thì nhân qua cái bài này thì mình đã nhận xét như vậy nhé. Đây này. Tiếp tục là một đề tài nữa thì bạn đâu có thông tin gì đâu. Đấy. Nên theo vấn đề mà ở đây bạn đang tìm được ít tài liệu quá Có 3-4 tài liệu thôi Thì hơi ít Đường Thế Anh Khóa training cho bao lâu ạ? Có được thời giảng không? Khóa training là cho mình giảng nhé Các bạn chỉ cần học trong 3 tối thôi ạ Cái mới không dành cho mình Mà dành cho nghiên cứu sinh À ok mình chưa hiểu lắm Vô ca vô vít. Đợt tôi học là 3 buổi Học qua Zoom với thầy á Vô ca vô vít. Đã Học không biết bạn vô ca vô viết học khóa nào? Một khóa bao nhiêu thế cậu ơi? À bọn vô va, vô viết trả lời cho bạn đấy nhá. Hải Nam. Hải Nam đăng ký chưa? ok. Ok, cảm ơn các bạn. À, một bài nghiên cứu càng nhiều đề tài liệu càng tốt. Thực ra cũng không phải càng nhiều cái tài liệu càng tốt đâu. Mà chúng ta nên lựa chọn những tài liệu tốt nhiều quá. Ví dụ như hôm nay mình có nhận được một cái Câu hỏi rất là nghiêm túc luôn nhé Có một bạn bạn comment Ở trên một cái kênh khác của mình là Diệu Với cương vị là một thầy giáo Đấy bạn ấy hỏi rất là ghê Thầy nghĩ rằng bài tiểu luận Gồm bao nhiêu tài liệu tham khảo là vừa Đấy trả lời câu hỏi đây cho các bạn ấy Đó thực ra là bao nhiêu Thì ai quy định đâu Nhưng quan trọng tài liệu nào Bạn có trích 100 cái như 100 cái vớ vẩn Nó cũng chả bằng một cái tốt nên Cho nên là ở đây quan trọng là chất lượng Chứ không phải là số lượng Các bạn nhé như thầy giả thuyết khoa học là gì vậy đấy lại có bạn phan khánh khánh linh không? như thầy ok rồi ok các bạn muốn hỏi giả thuyết là gì đúng không các bạn nhìn này ở trong quá training mình đã giải thích rất rõ một cái câu chuyện đó là giả thuyết và giả thiết nghiên cứu phân biệt cho các bạn hai cái này luôn giả thuyết và giả thiết là cái gì đã gọi là giả rồi thì không phải là thật có nghĩa là cái đấy nó không tồn tại thật ở trong cái lúc mà bạn làm có nghĩa là chúng ta muốn biết nó là thật hay không ấy thì chúng ta phải đi làm nghiên cứu. Thế trên giả thuyết đưa ra là gì? Giả thuyết đưa ra là một cái nhận định. Nhưng cái nhận định đấy không phải là không có căn cứ vớ vẩn mà cái nhận định đấy dựa trên các cái căn cứ của cái người làm nghiên cứu ấy, người ta dựa vào một số thứ như sau. Thứ nhất người ta dựa vào cái lý thuyết. Thứ hai người ta dựa vào các nghiên cứu đã có. Thứ ba là người ta dựa vào kinh nghiệm. Hoặc là người ta dựa vào cái định lượng định định tính của người ta, dựa vào cái khả năng suy luận của người ta để người ta đưa ra những cái kết quả có thể có người ta gọi là giả mà đúng không ạ có thể có và cái nghiên cứu của người ta tiến hành là để tìm kiếm cái lời giải thích cái sự chứng minh cho những cái thứ mà người ta đưa ra nó có liệu có đúng hay không ví dụ như tôi đã đưa ra giả thuyết là gì ạ à tôi đưa ra giả thuyết là hiện nay cái công tác ở vấn đề cái công vụ định lượng ở định tính nhé là cũng như là hiện nay cái công tác Uh, cái công tác hội họp tại cái cơ quan này hiện nay nó đang chưa được tốt các cái quy định của cơ quan hoặc là các cái trình độ của người lao động ở đây về công tác hội họp là nó chưa được cao chính vì vậy nó ảnh hưởng đến cái kết quả của quá trình hội họp đấy đấy là một cái giả thuyết tôi đưa ra thế bây giờ đúng là ở đây kém không có đúng là các yếu tố nó phụ thuộc bởi uh, hoặc là cái trình độ con người nó kém hoặc là không có quy trình quy chế không thế thì tôi phải làm nghiên cứu với nghiên cứu của chúng tôi chỉ mang tính mô tả thôi hoặc là một số lặng là bạn làm định lượng thì bạn nói rằng là à có năm cái tác nhân khiến cho cái các các bạn sinh viên là không muốn làm nghiên cứu khoa học cái thứ nhất là cái quy định của nhà trường nó dườm già quá nhiều thủ tục cái thứ hai là chả có ai phổ biến cho các bạn sinh viên biết những cái điều lợi ích cả cái thứ ba là cái tiền mà nhà trường phụ, hỗ trợ cho sinh viên nó ít quá và cái thứ tư ấy là các bạn sinh viên chưa nhìn được cái tương lai trong quá trình áp dụng và cái thứ năm là các bạn sinh viên không có động lực hoặc là không có phương pháp đấy người ta đưa ra như vậy cái gọi là giả thuyết có là gì người ta đưa ra những cái phán đoán đây là giả thuyết được chưa và bây giờ tôi phải đi nghiên cứu để tìm hiểu rằng có đúng năm cái không lát nữa tôi nghiên cứu đúng năm cái tôi à đấy vậy là giả thuyết của chúng tôi là được khẳng định đúng còn nếu mà không đúng tôi là à ok tôi đưa ra năm cái nhưng cuối cùng mà chỉ có ba yếu tố trong năm yếu tố trong giả thuyết của tôi đưa ra là đúng thôi vậy là cái quá trình nghiên cứu Đấy chính là cái quá trình mà kiểm định giả thuyết nhá Làm nghiên cứu học có lợi cho sinh viên đúng không anh chiến nói rất là chính xác đấy bởi vì tôi cũng là một cái người mà trưởng thành nên từ nghiên cứu học sinh viên đó cho nên mình cũng cảm thấy là mình cũng thích thú nhưng mà để nói mà là mình là một nhà khoa học thì mình không dám nhận bởi vì là mình chưa đủ đam mê với nó đó đúng không? cho nên mình chỉ dừng lại ở góc độ là gì? những cái nghiên cứu của mình nó cũng không phải là quá nhiều, công bố của mình một năm nó không được nhiều, nó chỉ vừa phải thôi. đấy, cho nên mình không dám nhận là nhà khoa học, nhưng mình có những cái kiến thức cơ bản để dạy cho các bạn, bởi vì các bạn vẫn còn rất là yếu. thầy ơi, bài tiểu luận thì thường viết khoảng bao nhiêu trang? tiểu luận cái này là tùy từng đề tài em ạ, tùy khoa em nhé. mục giả thuyết trong tiểu luận thì tầm bao nhiêu dòng vậy ạ? nó tùy thuộc cái vấn đề của em cái này nó không có cái cữ dòng cho là bao nhiêu dòng đâu được chưa tùy vào cái lập luận tùy vào giả giả định em đưa ra thôi mà nhưng mà chúng ta cũng không nên viết quá dài dòng đâu đấy vậy là cái phần mà tổng quan nghiên cứu của bạn này chưa tốt tiếp này khi hoàn thành đề tài sẽ đem lại cái nhìn cụ thể các em nhớ nhé các em nhớ nhé đây là cái đóng góp của đề tài chứ không phải kết quả của quá trình tổng quan. Kết quả của quá trình tổng quan thì chúng ta phải biết rằng là à, các đề tài đi trước ấy người ta đã làm được cái gì. Và đề tài của tôi thì nó bổ sung thêm cái gì, nó nó phát triển thêm cái gì, hoặc là cái đề tài của tôi có những chỗ nào mà chưa ai nghiên cứu. Nó gọi là khoảng trống thì tôi sẽ làm tiếp. Đó. Bạn Khánh Linh nhé. Bạn Khánh Linh hoặc là các bạn mà muốn học cách viết bài một cách chuẩn chỉ bởi vì thầy nghĩ rằng là các bạn chỉ cần bỏ ra bằng ba cốc trà sữa sai lờ của các bạn thôi thì chắc chắn các bạn đã được học một cái khóa nó dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học nó bài bản chuẩn chỉ rồi ví dụ như cái khóa 24 sắp tới đây thầy mở vào ngày 19 tháng 6 trong khóa đó đã có rất nhiều anh chị đã học xong thạc sĩ rồi thậm chí có các cô giáo từ mầm non các cô giáo đang dạy đại học các cô giáo đang dạy cấp 3 cũng học luôn khóa đấy luôn thông tin thì hôm nếu mà em roi vào em hỏi luôn ở đây trong này có những thầy cô nào đang dạy đại học thầy cô nào đang dạy cấp 3 để làm gì bởi vì các cô cũng cần phải cập nhật những cái phương pháp nghiên cứu học mới để dạy cho sinh viên của mình. Cái thứ hai để các cô cập nhật những cái công cụ phần mềm mới để làm bài cho chuyên nghiệp. Cái thứ ba, các cô cũng phải làm đề tài cho nên các cô cũng cần phải tiếp cận giống như các em vậy. Còn các anh chị học thạc sĩ hay là kể cả như anh chị đã học cao hơn, anh chị học tiến sĩ. Ví dụ như cái khóa của thầy đã có một chị học tiến sĩ tại trường đại học mà đang học marketing tại Hàn Quốc tại Busan luôn đấy chuyên từ Busan đấy bạn nào học cũng biết rồi đúng không ở Busan luôn thì bạn đấy cũng tham gia để chúng ta có những cái kiến thức về viết bài và nghiên cứu nó thật là bài bản thế cho nên là các bạn chỉ cần như vậy thôi là các bạn đã hoàn toàn hoàn toàn có thể là sẽ làm tốt một cái uh, quá trình học đại học của mình các cái bài rồi cho nên em cứ nghiên cứu thêm nhé thầy ơi em chuẩn bị thi cuối học phần môn phương pháp nghiên cứu tự luận giờ có biết họ bắt mình làm rõ tính cấp thiết, ừ, làm rõ tính cấp thiết, tính cấp thiết chính là cái phần lý do chọn đề tài đấy em, đó thầy vừa nói rồi đấy, các em phải đáp ứng được các cái căn cứ như vậy, trong phần tính cấp thiết các em viết rõ năm cái ý thành năm đoạn cho thầy, sau đó em bổ sung các cái căn cứ khoa học vào, thì thầy cô đọc đến đâu là thầy cô thật sự là bị thuyết phục đến đó, nha. Rồi đây này, bạn Hường bạn hỏi là lớp training có những bộ tài liệu nào? Thì lớp training nhận được ngay bộ tài liệu này là gồm ngày xưa chỉ có, không phải nói ngày xưa đâu, cách đây mấy hôm thì nó có 10 tài liệu thôi. Tất cả đều là các cái công trình khoa học uy tín và được đánh giá cao từ điểm A cho đến A cộng chứ không có điểm nào dưới A cộng cả, không có điểm nào dưới 9 đâu. Thế thì hôm vừa rồi thầy mới bổ sung thêm một cái bài định lượng nữa là một bài sinh viên cho thầy hướng dẫn, bạn này được đánh giá là 9, mấy điểm nhỉ? 9,3 điểm vừa bảo vệ cách đây được một tuần chúng ta cùng mở ra xem nhé chúng ta cùng xem bạn ấy viết phần mở phần thuyết minh như thế nào nhé à, phần gì nhỉ phần lý do chọn đề tài như thế nào nhé đây đầu tiên các bạn nhìn về hình thức của bạn ấy nhé các bạn nhìn thấy chưa đây mới xứng đáng là 9,3 điểm riêng các bạn học với thầy thì bao giờ cái sự chuẩn chỉ nó phải để lên cao các bạn nhìn này bạn ấy chia thành các đoạn văn các bạn nhìn chưa mỗi đoạn văn nó sẽ nói về cái một cái vấn đề như thầy vừa nói với các bạn ấy trong đó các đoạn văn nó phải có những cái luận cứ nhất định đây này đây là một luận cứ này được chưa để làm tăng cái sức thuyết phục trong cái lập luận của mình đây này được chưa bạn đưa các trích dẫn vào các bạn nhìn thấy chưa các trích dẫn và các cái số liệu vào cái phần mở và cái phần lý do chọn đề tài của mình để làm tăng, tăng cái sang cái diện cái tính khoa học và sau cái chữ tuy nhiên là một cái keyword để cho chúng ta thấy rằng là sau cái chữ tuy nhiên ấy nó là những cái khoảng trống tri thức tại công ty mà hiện nay đang diễn ra còn đây là cái tầm quan trọng của vấn đề hoặc là cái bối cảnh tại Việt Nam bối cảnh quốc tế toàn cầu Việt Nam tuy nhiên nhìn thấy chưa đó và cuối cùng là vì những lý do trên bạn đã lựa chọn đề tài mục tiêu nghiên cứu của người ta cũng viết cũng ngắn gọn nhiệm vụ nghiên cứu tất cả mọi thứ đã được lượng hóa bạn này đã học một lần khóa chuyên ninh của thầy và cũng là học viên của thầy học sinh của thầy và do thầy hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đấy các bạn có thể nhìn đấy bạn đã làm định lượng bạn này là đề tài định lượng đầu tiên của khoa các bạn nhìn thấy chưa đúng thầy hướng dẫn không ạ đúng chưa đó và vừa mới bảo vệ cách đây mấy hôm thôi đó thì đấy là cách giờ chúng ta đang viết cái phần lý do chọn đề tài chứ không phải viết như chúng ta đâu được chưa đây và trong khóa học đấy thầy dạy cho các bạn đây thầy có thể tư vấn cho em về khóa chuyên linh minh mình được không em là sinh viên năm 1 ok sinh viên năm 1 thì nên học rồi bởi vì các bạn đã phải viết những bài tiểu luận càng học sớm thì các bạn càng sử dụng được lâu và đặc biệt là thầy đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn học đại học cũng là những ai là học viên của thầy sau này thầy chỉ cần hỏi một câu thôi em là học viên khóa bao nhiêu đấy bọn em là học viên khóa 10 chẳng hạn, ok, thì bài đâu đưa đây thầy xem. Chứ còn nếu mà không phải học viên của thầy thì phải đợi thầy có thời gian rảnh cơ. Tất nhiên thầy vẫn nhận xét free cho các em thôi, nhưng mà phải có thời gian rảnh thì nhiều khi thầy bị trôi bài thầy quên luôn đấy. Cái đấy các bạn phải thông cảm, bởi vì các bạn chỉ có liên hệ với mình thầy, nhưng mà cùng lúc một ngày thầy phải tiếp rất nhiều bạn. Thế cho nên những cái bạn là học là học viên thì thầy sẽ ưu tiên hơn, bởi vì trong cái trong cam kết ấy, có là phải bắt buộc, bắt buộc phải 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 có. Đấy. Cô bé đào, thầy ơi mình tìm các nghiên cứu liên quan để làm gì? Thế thầy hỏi em nhé, nếu như em muốn nghiên cứu một cái vấn đề nào đó mà em không có cái phong kiến thức về vấn đề đó, thì liệu em có làm được không? Được chưa? Em có làm được không? Cái việc mà em tổng em tìm các đề tài nghiên cứu có liên quan ấy, để em có phong kiến thức về vấn đề đấy, để em xem rằng là những người nghiên cứu trước mình, ấy, người ta đã làm gì với nó, để mình học hỏi người ta để mình có phong kiến thức Bởi vì nếu em không tham khảo ấy Thì tất cả mọi thứ nó là cái sự chủ quan, cái tư duy của em Mà em là một sinh viên, em thử nghĩ xem kể cả một giảng viên hay một thiên tài Không có ai tự mình có thể là 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 là, là nghĩ ra hết Mà đều là dựa trên những người khác Mình chỉ phát triển thêm một chút thôi Thầy nói về phần giả thiết được không? Thực ra nói thật với các bạn, bạn Abraham Fan này này Cái phần giả thiết ấy em ạ à, Thực ra ấy, nó thường liên hệ với những cái đề tài mà của các bạn học ngành về 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 khoa học tự nhiên. về khoa học tự nhiên đấy em. Giả thiết có nghĩa là người ta đưa ra cũng là một những cái thứ mà nó không có thật tại thời điểm đó. Nó chỉ đưa nó chỉ nó 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 tạo ra một cái cái điều kiện một cái điều kiện chuẩn hoặc là điều kiện theo cái nhà nghiên cứu trong cái lúc mà chúng người ta làm thí nghiệm hoặc là trong cái lúc mà người ta nghiên cứu chẳng hạn. Ví dụ người ta cho rằng là à cái giả thiết vụ nhân mình nhớ là gì ạ? Ví dụ như một, có một cái đề tài là ví dụ người ta muốn nghiên cứu một giống lúa mới người ta cấy trên một cánh đồng. Người ta đưa ra cái giả thiết là gì ạ? À, giả thiết đưa ra hoặc là giả thiết là các cái giống lúa này nó không bị bay các cái phấn hoa sang nhau nhằm tạo ra những cái sự lai tạp mới. Đấy, tất nhiên là trong thực tế rất có thể là nó bị bay sang nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà người ta đặt ra cái giả thiết là gì ạ? À, cái nghiên cứu này trong cái giả thiết là không có sự bay sang nhau. Đấy, kiểu kiểu như vậy các bạn thấy nhỉ Hoặc là nước sôi Nước sôi nhiều khi đã được 100 độ đâu Nhưng người ta đặt giả thiết là gì ạ? Giả thiết là 100 độ Các bạn hiểu chưa? Có nghĩa là đặt ra một cái khung cảnh chuẩn Của cái nghiên cứu Ví dụ như thế Nhá. Thực ra là mình là bên ngành khoa học xã hội nhân văn Các ngành chính trị, kinh tế, nhân sự vân vân đấy Đó nhá Bạn Phan ạ à. Thầy ơi phần tổng quan tài liệu gồm những gì Thầy vừa nói trong phần tổng quan nghiên cứu <laughs> Vừa giải thích bao nhiêu lâu xong Đây phần tổng quan thầy dạy rất kỹ ở đoạn này là đâu đâu nhỉ mà thầy đây này các bạn nhìn nhé phần tổng quan của bạn này này thầy cho các bạn xem luôn tổng quan của bạn sinh viên này nhá đâu nhỉ đây tổng quan nghiên cứu lịch sử nghiên cứu phương pháp câu nhiệm vụ đối tượng mục tiêu đây tổng quan nghiên cứu của bạn đây bạn nhìn này tổng quan của bạn đấy đầu tiên bạn tổng quan về các lý thuyết sau đó bây giờ bạn này bạn tổng quan theo vấn đề chứ bạn ấy không kiểu liệt kê đến tên đề tài đâu tiếp bạn nên tổng quan cái vấn đề về tạo động lực cho nhân viên nói chung sau đó thì bạn nên tổng quan các cái vấn đề về tạo động lực cho nhân viên văn phòng bởi vì đề tài của bạn là nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp thế cho nên bạn đi các cái vấn đề từ từ rộng đến hẹp đấy như mình vừa nói với các bạn ạ chào lê linh học viên k 18 <laughs> đó các bạn nhìn chưa dựa trên rất nhiều căn cứ thì người ta mới có cơ sở đề xuất mô hình nhưng bây giờ các bạn lại còn hỏi thầy là làm tổng quan nghiên cứu làm gì hoặc là tìm đề tài nghiên quan làm gì thì thì chết. Ok, chào Linh. Linh ơi có điểm chưa? D I P. Các bạn ơi các bạn share đi ạ. Từ nãy giờ không một bạn nào share luôn đấy. Bây giờ 42 share rồi, các bạn cho đến 50 được không ạ? Nhá, để mình bắt đầu tiếp đi ạ. Để mình bắt đầu xem mục khác cho bạn này. Ừm. Uhm. Các bạn ơi các bạn share nhá. Mỗi một, một bạn cho mình một share đi ạ, Mấy cả thả tim đi bây giờ đến cái phần khác rồi đây này, này đây đến phần khác rồi bỏ qua cái phần mà tổng quan nhá ừ. có điểm hơi lâu đúng không rồi các bạn ơi còn ba xe đã thôi ạ ba xe nhá cô bé đào này đào ơi đấy như em vừa hỏi thầy giải đáp rồi nhá còn muốn kỹ hơn thì em đăng ký nhá bạn không tồn tại <laughs> không đồn tồn tại muốn đăng ký học đọc đăng ký học ở đâu các bạn có thể vào cái link bio của, ở trên cái kênh hồ sơ, ở, ở trên cái trang hồ sơ của thầy chứ nhỉ? Ở trang cái hồ sơ của cái kênh TikTok này này, nó có cái link bio ấy. Bạn nào muốn đăng ký học lớp training như thầy vừa nói thì đăng ký qua đó. Các bạn đăng ký ngay trên cái like này thì các bạn được giảm 10% nhé, mặc dù nó đã rẻ lắm rồi. Bởi vì nó viết nhiều anh chị, nhiều thầy cô ấy, nhiều thầy cô đang dạy đại học cũng học khóa này. Thầy cô, ấy, em ơi sao rẻ thế? Em nói thật đấy, em thiết kế cho các bạn sinh viên chứ không phải thiết kế cho các chị. Nhưng mà thôi các chị học thì các chị cứ học thôi chứ Là mục tiêu của em là các bạn sinh viên Không phải là kể cả sinh viên năm nhất Nó vừa mới 18, 19 tuổi Nó đã làm ra tiền đâu thì làm sao mà mà mà, mà nhiều được Đắt được Thì làm sao phổ biến được Đấy Các bạn ơi cho xin một xe đấy nhé Cho tròn 50 đi ạ Để chúng ta bắt đầu tiếp nhé Tiếp này Tiếp theo là cái đối tượng ở phạm vi nghiên cứu Thì nó thật với các bạn Cái nhóm cái bài thuyết minh này là do một cái nhóm gồm 4 đến 5 bạn sinh viên gì đấy thầy nhớ không nhớ bởi vì thầy vừa xóa thông tin rồi thì thầy mới sẻ thì thầy mới 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 share thì thầy nói thật với các bạn ấy các bạn làm nhóm ấy các bạn làm nhóm mà kiến thức của chúng ta không đều nhau ấy mà các bạn không biết cách phân bổ ấy, thì thực sự nó rất là mệt giống như kiểu bây giờ một đứa làm mày làm phần đối tượng nghiên cứu nhá con bé kia làm tổng quan nhá còn tao thì tao viết lý do nhá ui rồi xong tí nữa ba đứa chắp vào nhau nhìn cái, đề cương nó mới kinh khủng vì nó chẳng liên quan đến nhau các bạn ạ nên sợ lắm thứ nhất là cái đối tượng nghiên cứu không phải là sinh viên sinh viên chỉ là cái 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 khách thể thôi. Cái đối tượng chúng ta khảo sát thôi đúng không? chúng ta thu thập thông tin thôi còn cái cái chúng ta thu thập về cái gì ấy, thì cái đấy là đối tượng chúng ta nghiên cứu cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là cái đối tượng mà chúng ta tiến hành khảo sát này đấy là đối tượng nghiên cứu nhé được chưa <laughs> nhưng mà các bạn sinh viên nhà mình bị cái này nhiều lắm luôn đấy các bạn ơi cho mình một share ạ. hôm nay các bạn share thực sự là hơi yếu luôn ấy. Bởi vì tầm này mọi hôm là nó nhiều share lắm rồi hàng trăm share rồi ấy. thầy ơi làm đề tài nghiên cứu khoa học nên làm nhóm hay làm một mình thì tốt nhất ạ thực ra rất khó để nói là cái nào là tốt hơn bởi vì em biết rồi đấy nếu mà muốn đi nhanh thì đi một mình đúng không muốn đi bền vững thì đi với nhóm trên cái nào cũng có ưu điểm Thầy lấy ví dụ cho em biết nhé Bạn sinh viên này của thầy đúng không Làm làm khóa luận tốt nghiệp đây này Bạn đây này Đây Đây đúng không Bạn làm khóa luận tốt nghiệp Bạn làm một mình Làm rất nhanh 9,3 điểm 9,3 thực ra là nó Nhưng mà Năm nay Thầy cũng lại có một cái nghiên cứu Năm nay thầy cũng có một cái hướng dẫn Một cái đề tài nghiên cứu khoa học Cho một nhóm sinh viên Các bạn ấy có 4 người bốn bạn nữ nhưng mà các bạn ấy rất đoàn kết các em biết không các bạn ấy vừa có một công bố quốc tế xong và nghe tin rằng là cái nhóm đấy do thầy hướng dẫn năm nay nghe tin thôi nhé chứ nếu mà hôm nào mà có quyết định chính thức ấy, thì thầy sẽ đăng public trên cho các bạn cùng xem còn bài báo khoa học quốc tế thì hôm trước thầy đăng lên rồi các bạn xem rồi đúng không nhóm đấy được hơn 90 điểm trên tổng số 100 các bạn ấy được giải nhất cấp hiện nay đang là giải nhất cấp khoa đây là hiện nay đang nghe tin đấy đang giải nhất cấp khoa rồi và đang được đề xuất lên cấp trường đấy các em thấy không đây làm nhóm đấy cho nên rất khó để nói là cái nào tốt hơn nhưng khi mà làm nhóm ấy những lần nào mà thầy gặp thì thầy yêu cầu phải gặp cả nhóm chứ thầy không bao giờ gặp một bạn trong các nhóm đó bởi vì bây giờ thầy gặp một bạn xong thầy giải đáp thầy thầy, thầy hướng dẫn Xong tí con bé đấy nó về nó lại nói với ba đứa kia Tam sao thất bản Thầy giảng nó còn chả hiểu chứ nó lại còn giảng cho người khác nữa Thì thôi Nó thành cái chữ tát thành chữ tổ Thế cho nên là lung tung hết Cho nên em phải lựa chọn một nhóm Cái nhóm đấy nó phải thật sự là có quyết tâm Cái ngày đầu tiên thầy gặp cái nhóm đấy thầy nói luôn Các em có mong muốn được giải nhất cấp khoa Và giải nhất cấp trường không Nếu mà có quyết tâm đấy thì ở lại Còn không có quyết tâm đấy, tốt thì tốt nhất đi về Bởi vì hôm nay là thầy đang ngồi thư viện còn không thì đi về chứ thầy không có nhu cầu hướng dẫn để làm cho nó có để tài hay làm cho xong thế thì suy nghĩ một lúc để bọn em có thế quyết tâm đi đến tận bây giờ đang nghe thông tin nội bộ là nhất cấp khoa rồi thế hôm nay các bạn ơi em, em cảm ơn thầy bây giờ chúng ta đã đạt được mục tiêu một mục tiêu rồi còn một mục tiêu nữa là nhất cấp trường Đấy, tham vọng nhất cấp trường thì hiện nay đã có một bài báo khoa quốc tế chống lưng rồi thì không biết là, là có liệu con nhất được cấp trường không nhưng mà ít nhất là chúng ta đã nhất được cấp khoa cũng đã là rất là vinh dự rồi đăng ký thế nào ạ à? em vào cái em vào cái tiktok mà thầy đăng like này ở đó nó có cái link bio ở cái chỗ hồ sơ của thầy ấy. em thích vào cái đường link bio đấy là nó có cái chỗ cho em đăng ký nhá đó thì hôm nào mà cái đề tài đấy được nhất nhá hôm nào đề tài được nhất thì thầy lại công bố cái đề tài đấy vào đây đây này thầy lại public thầy lại đưa cái đề tài nhất cấp trường đấy hoặc là nhất cấp khoa đấy vào trong này để thành một bộ tài liệu rất nhiều các đề tài được giải nhất hoặc là điển 9 ở đây không phải chỉ là một trường đâu rất nhiều trường trong này có cả một bạn sinh viên tại trường Cần Thơ ở Đại quốc gia Hà Nội Học viện hành chính quốc gia một cái đây này đây là thầy xin lỗi đây 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 là kỷ yếu khoa học quốc tế mà do thầy có một bài trong này tham dự Thế cho nên họ tặng thầy một cái cuốn kỷ yếu quốc tế này thầy cũng tặng lại cho các bạn trong này các bạn biết không ạ? Trong này có hàng mấy trăm bài luôn đấy. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn hội đồng phản biện của họ mà nó còn dài hơn cả danh sách học viên luôn đấy. Đấy. Trong này có tất cả các ngành, các lĩnh vực từ giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật tất tần tật. Các bạn tham khảo các bạn đọc xong các bạn đưa vào trong bài của các bạn. Đây này. Cách mạng nông nghiệp. Đấy, giáo dục đổi mới. Được chưa? Giáo dục nhìn thấy chưa? Rồi thì ngân hàng, rồi thì lĩnh vực đủ, mua sắm trực tuyến online, đầu tư nước ngoài, tác động công nghệ blockchain, tiêu chí đánh giá sử dụng vốn. Ôi dồi, nó nhiều lắm, nó lên mấy trăm bài các bạn tưởng tượng. Thì các bạn lại tìm lại cái danh mục tài liệu tham khảo của họ. Thế thì các bạn đây đây này. Rồi các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến. Các bạn thấy những đề tài này năm nay hot đúng không? đầy Digital marketing, các bạn thấy chưa? Đủ các lĩnh vực. Thế cho nên các bạn học viên của thầy sẽ được nhận cuốn này để đọc và năm nay thì thầy tiếp tục tham gia cái mùa thứ hai của cái hội thảo quốc tế này hy vọng là bài của mình được duyệt thì bao giờ mình lại được nhận cái cuốn của năm nay tiếp đấy thì đấy đấy là một cái tài liệu thì năm nay nếu mà khi mà nhóm của thầy nó được giải tiếp thì thầy sẽ đưa vào trong cái bộ tài liệu này để các bạn tham khảo thêm nhé ok quay trở lại bài của bạn này nhé các bạn nhớ nhé, những bạn nào đăng ký khóa training ấy, thì ở trong cái phiên này các bạn sẽ được giảm 10% nữa nhé tiếp này cái đối tượng nghiên cứu cái nhóm này viết lại nhé không đây không phải đối tượng nghiên cứu và cái thứ hai là các bạn cứ giải thích dài dòng làm cái gì không biết được học viên thì nhận ở đâu ạ các bạn học viên của mình ngay sau khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được nhận được một cái mã gọi là cái mã kích hoạt khóa học ở trên website của mình và khi đó thì các bạn sẽ được tải bộ tài liệu đấy về cái đấy thì lúc nào mình cũng nhắc các bạn học viên rồi cho nên học viên nào cũng biết và đặc biệt nữa những bạn học viên của mình ấy sẽ được mời vào một cái nhóm cộng đồng nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên cả nước bởi vì đến thời điểm này thì mình rất khó tìm ra một cái trường đại học mà không có sinh viên của mình không có học viên của mình luôn đó. thật sự luôn đặc biệt là những trường tốt thế thì mình mời tất cả các bạn vào trong nhóm đó để các bạn share cho nhau tài liệu bởi vì ví dụ như tôi học trường này tôi tìm được tài liệu nhưng mà tài liệu của trường bạn thì tôi không có tài khoản nên chúng ta giúp đỡ nhau Tài liệu thôi Đấy Thì những bạn nào Hiện nay trong nhóm đấy Đã có khoảng độ 600 bạn Bởi vì nhiều bạn Bạn ấy không roi vào Không ra vào thì thôi Nhưng mà 600 bạn đấy Thì những bạn nào Không biết hôm nay có ai đang xem like không Thì hôm vừa rồi đúng không Có rất nhiều bạn hỏi tài liệu đấy Thì mọi người giúp đỡ nhau Hoặc là những vấn đề khoa học Mà thầy biết thì thầy sẽ giải đáp luôn Trong nhóm đấy Các bạn ơi các bạn đừng quên, đừng quên like à, Share nhé Hiện nay chúng ta đang cần một share nữa để lên đến 50 ạ. Các bạn cho mình một share nhé và nhớ thả tim đi ạ. Rồi, ở đây thì cái phần đối tượng nghiên cứu bạn này viết lại nhé. Nó dài dòng quá, đối tượng nghiên cứu là gì thì viết luôn thế thôi, đừng có giải thích nữa. Thứ hai là phần phạm vi Phạm vi thì cũng không phải là do thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung khảo sát 150 sinh viên thuộc ngành không chuyên. Thực ra con số 50 các em cũng phải có công thức, cũng phải có cách tính. Chứ không phải chúng ta muốn viết bao nhiêu thì viết và cái thứ hai là phạm vi thì chúng ta tách ra những bạn nào mà học thầy ấy, thì đều biết phạm vi ấy, nó có phạm vi về mặt thời gian không gian và mặt nội dung em nhìn này đây này. đấy dạy đấy còn đây học viên của thầy bạn đi viết đây em nhìn nhé để thầy cho các bạn xem cái phần phạm vi bạn đi viết nhé phạm vi đối tượng và phạm vi nghiên cứu các bạn nhìn này đối tượng nghiên cứu này khách thể nghiên cứu này các bạn nhìn nhé các bạn đừng nghĩ đây đơn giản nhìn này đậm đứng đậm nghiêng thường nghiêng thường đứng các bạn nghĩ đơn giản đúng không bạn nghĩ tôi cũng làm được nhưng mà nếu như thầy không nói cái này các bạn biết làm không các bạn có biết làm cho bài của bạn nó đẹp không các bạn có biết làm cho bài của bạn nó được ấn tượng không? Các bạn có thấy được sự lớp lớp lan của các vấn đề không? Đấy. Thầy chỉ nói một cái thứ rất đơn giản như vậy thôi nhưng các bạn có nghĩ được không? Hay là như thế này? Đây. Hay là như thế này? Đấy. Đây là các bạn trình bày này. Nhá. Đây là các bạn trình bày. Được chưa? Đây. Đây là các bạn trình bày. Được chưa? Các bạn có trình bày được thế này không? Đây thì thầy mở cái này ra đây nó cứ cuốn vào. Đây. Các bạn có trình bày được như thế này không? Nó không hề khó đâu, nhưng cũng phải học mới biết làm. Cũng phải học để người ta nhìn vào bài của mình người ta ấn tượng. Thằng 4.2 với thằng 4.1 này nó phải cùng với nhau, nó phải giống nhau. Một khóa học tối đa người học không ạ? Có em nhé bởi vì là thầy cũng đặt cái mục tiêu là chúng ta học và chúng ta trao đổi với nhau nhiều cho nên thầy cũng không 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 quá đông một lớp để chậm đấy các bạn nhìn này phạm vi về mặt quy mô mẫu khảo sát thì người ta phải tính toán như thế nào để được ra phạm vi về mặt không gian như thế nào thời gian ra sao nội dung như thế nào đấy chứ không phải là các bạn viết như thế này đâu đây phạm vi đây thế này đây đấy nó không rõ được chưa các bạn đã nhìn thấy chưa các bạn có thể follow cái kênh này của mình nhé để xem các like hoặc là xem các cái buổi nhé các bạn có thể là share được nhiều nữa không ạ các bạn cho mình thêm 5 share nữa để cho tròn 60 mươi nhé à, các bạn có thể thả các cái hoa hồng hoa huyết gì nữa thoải mái nhé mạnh mẽ lên đi ạ mạnh mẽ cho cái sự chuẩn bị của thầy đây các bạn nhìn này thầy chuẩn chuẩn bị rất nhiều buổi buổi live nào cũng chuẩn bị rất nhiều menu cho các bạn luôn đấy cho nên các bạn cũng mạnh mẽ lên share nhiều và thả tim nhiều vào để lấy động lực nhé Tiếp này cái mục đích nghiên cứu Thực ra rất nhiều bạn này Các bạn nhìn này Trên thì viết mục tiêu à, Hoành tráng không Dưới thì ghi là A mục đích Bởi vì bản chất của các bạn có viết, biết mục Biết là thế nào là Mục đích mục tiêu đâu Cho nên là cứ viết lung tung hết cả lên thôi Bạn Hi. Thầy ơi đăng ký khóa chuyên ninh ở đâu vậy Em muốn đăng ký Các bạn muốn đăng ký khóa chuyên ninh Thì các bạn cứ vào cái Cái tường ấy Cái tường tiktok của thầy này Các bạn sẽ nhìn thấy cái hồ sơ trên cái hồ sơ đấy thì nó có cái link bio. Thì các bạn click vào link bio thì các bạn thấy cái chỗ đăng ký. Mục tiêu bao gồm mục đích rồi. Dạ mua khóa training có file tài liệu luôn phải không ạ? Có luôn ạ. Có luôn file tài liệu cho các bạn, tài liệu để dạy các bạn làm luôn đấy. Đây này. Đây nhá. Đây này các bạn nhìn này, các bạn nhìn chữ new chưa? Chữ new này có nghĩa là nó vừa mới xong đấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn vào ngày nhé 16 giờ ngày 19 thì xin lỗi 19 giờ 10, 16 giờ ngày mùng 9 tháng 6 cũng là mới toanh nhé các bạn nhìn này đây chính là tài liệu của các bạn đây đây là tài liệu của các bạn các bạn nhìn nhé đây, đây là các hình ảnh trong bài trong bài trong tài liệu này có đến 53 ví dụ và có đến 20 hình ảnh làm ví dụ minh họa cho các bạn để cho các bạn làm bài cho nó chuẩn chỉ các bạn nhìn nhé đây là tài liệu này các bạn nhìn thấy cái menu của nó chưa các bạn nhìn menu chưa có đúng những cái thứ mà các bạn đang cần để làm bài không và menu này nó chưa phải là hết đâu mình không dám kéo xuống bởi vì nó thật với các bạn là mình vừa gắn một cái thông tin đây mà tiktok nó không nó không thích cho nên là mình mình xin lỗi là mình không dám kéo xuống nữa để sợ lỡ cái thông tin ra thì nó thật sự là nó cũng không phải là đây nhưng mà nó sẽ sát với cái này nó sẽ sát với cái này các bạn nhìn này các kiểu trích dẫn, các kiểu văn phong. Và nói thật với các bạn, bạn sinh viên này bạn nó mắc ngay chỗ này này. Khi mình dạy các bạn, mình sẽ dạy cho các bạn cách viết chặt chẽ, logic có tính phản biện. Thì bạn này bạn mắc ngay đây. Trên thì ông ghi là mục tiêu, dưới ông ghi là nhiệm vụ thì có cái logic gì nó ở đây. Không hề có logic gì hết. Nha. Và mình nói thêm cho các bạn biết này. Trong cái khóa đấy mình đã phân tích cho các bạn thế nào là mục tiêu, thế nào là mục đích nghiên cứu. Đây này chào một chút nhé mục tiêu nghiên cứu này nhưng mà trong nội dung này mình đã lấy ví dụ luôn cả mục đích mục tiêu mục đích mục tiêu và mục đích nó không phải là một mục tiêu là cái đề tài này của các bạn hướng đến cái điều gì tìm ra được cái điều gì đó là liên quan trực tiếp đến đề tài của bạn còn mục đích là gì tìm ra mục tiêu đó rồi để làm cái gì Đấy là mục đích thấy chưa giống như một cái con đường ấy bạn đi đến nhà bạn của bạn mục tiêu của bạn là đến nhà nó nhưng đến nhà nó để làm cái gì thì câu chuyện đấy là mục đích giống như là mình lấy một cái ví dụ các bạn hiểu ngay nhé mục tiêu trong đề tài này của tôi là tìm ra được các cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái quyết định tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên đấy mục tiêu đề tài của tôi là như vậy thế cho nên các anh đừng có bảo tôi là phải đưa ra các cái giải pháp để nâng cao kết quả học tập hoặc là nâng cao cái việc tham gia nghiên cứu của sinh viên đấy không phải là mục tiêu chính của đề tài này Mục tiêu chính của đề tài này là tìm ra yếu tố nào ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố hết. Còn mục đích là gì ạ? À, mục đích của đề tài này ấy là làm sao đấy để đưa ra các cái giải pháp phù hợp với các yếu tố để giúp cho các bạn sinh viên đăng ký nghiên cứu học nhiều lên để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu học của nhà trường lên. Đấy là mục đích. Đấy, thì mình vẫn hiểu mục đích và mục tiêu là như vậy ạ. Thế cho nên các bạn nhà mình viết cái mục tiêu, mục đích lẫn lộn không có hiểu gì đâu được chưa? Các bạn nhìn này, mục đích để con là đưa ra cái nhìn bao quát cụ thể về định nghĩa. Thế bây giờ bạn đi nghiên cứu đề tài này chỉ để cái việc mà đưa ra cái nhìn bao quát thôi á, à. về định nghĩa, không phải đây là nhiệm vụ. Có nghĩa là để mà đưa ra được cái mục tiêu cuối cùng thì bạn phải, mục tiêu của đề tài này chính là mô tả, đây là một dạng bài mô tả việc phân tích đề tài này mình đã dạy cho các mình sẽ dạy cho các bạn trong khóa training cực kỳ kỹ nó thật là hôm nay mình lại trong cái mình lại không chuẩn bị cái nội dung bởi vì nội dung đây này đây là trong lúc phân tích này nội dung nó lại có một cái thông tin mà mình không dám share lên đây để, để mình không kịp xóa đó sau khi phân tích này xong nó có một cái nội dung là đây mình xin lỗi ở đây đặt tên đề tài thì đặt tên đề tài nó đặt theo mục tiêu nghiên cứu theo giáo sư vũ cao đàm thì cái đề tài này mục tiêu của nó là là chỉ có giới thiệu, chỉ có mô tả thôi. Đấy, bởi vì đề tài là nghiên cứu thực trạng mà lại thì mục tiêu là gì? Trình bày được thực trạng, đúng không? Thông qua đó thì đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao, mục tiêu đấy thôi. Còn để làm được mục tiêu đó thì cần nhiệm vụ gì? Thì phải nhìn bài nhiệm vụ ra. Đấy. Đấy xong lại nhiệm vụ nghiên cứu các bạn thấy không? Nó sẽ bị trùng lập nhau từ trên này xuống dưới này cho mà xem. Tìm kiếm khai thác sâu thông tin tài liệu nghiên cứu về các công cụ hỗ trợ dịch thuật rút ra. Đây này, cả đây là cả một câu văn của nó này. Câu văn này nó dài quá các em ạ, đọc hết hơi. Có phải không? Thầy nhìn có đúng không? Đây có phải một câu văn hay hai câu văn nhỉ? Các bạn nhìn cho thầy xem mấy câu văn ạ. mấy nhỉ <laughs> một đúng không đấy một câu văn đấy Nha. nhiệm vụ là nâng cao nhận thức rồi ạ nhiệm vụ là đề xuất các cái kiến nghị chứ không phải là một nhiệm vụ là nâng cao được chưa khảo sát trải nghiệm thực tế sợ quá đi mất rồi ấy viết cái nhiệm vụ nó cũng có được đâu cơ sở lý luận cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu dựa trên phiên phân tích đánh giá các mô hình dịch thuật viết nó có thế nào cơ sở thực tiễn cơ sở thực tiễn của nó chính là dựa trên các cái đề tài nghiên cứu thực tế chứ không phải cơ sở thực tiễn như thế này bởi vì đây là dựa vào cơ sở lý luận và cơ sở bạn tách ra cơ sở lý luận cơ sở thực tiễn cơ sở lý luận là các cái lý thuyết cơ sở thực tiễn là các cái nghiên cứu thực tế còn phương pháp nghiên cứu thì người ta phải viết có cái phương pháp ấy các bạn nhìn này bạn nhìn bạn sinh viên này có thể bạn ấy viết phương pháp nhé đây này nhìn bạn ấy viết phương pháp này đóng góp mới của đề tài nhé nhìn thấy chưa phương pháp này thứ nhất bạn ấy viết về phương pháp luận thì phương pháp luận như thế nào bạn ấy viết về phương pháp thu thập ấy, thì thứ cấp bạn ấy thu thập bằng cách gì sơ cấp bạn ấy thu thập như thế nào tiếp phương pháp bạn ấy chọn mẫu ra sao xong tiếp phương pháp bạn ấy xử lý và phân tích dữ liệu như thế nào đấy chứ không phải là chúng ta liệt kê mỗi cái tên phương pháp ra xong chúng ta để chơi ra như thế này bởi vì cái mục tiêu của phần phương pháp ấy là để cho cái người đọc của mình người ta biết được là cái đề tài này của mình có độ tin cậy không? Bởi vì phương pháp mà không có độ tin cậy, phương pháp mà không tốt thì chất lượng hoặc là cái kết quả nghiên cứu nó không có độ tin cậy. Các bạn các bạn share đi ạ. Các bạn tả tim nhiều lên nhé, bây giờ có 5.5k thôi. Các bạn cho lên 6k tim đi ạ. Mỗi bạn cho một cái tim thôi là lên 6k tim liền à. Đấy, cho nên cái phương pháp các bạn phải viết rõ ra. Phương pháp luận, phương pháp luận là phương pháp nào? Phương pháp quan sát bạn sử dụng phương pháp quan sát gì? Phương pháp quan sát có tham dự hay không tham dự? Đấy, phương pháp quan sát bạn sử dụng quan sát ai? Quan sát như thế nào? Mục đích quan sát Đặc biệt là cái việc mà các bạn nêu rõ được cách Cách bạn quan sát ấy. Bởi vì cái mục tiêu là người ta muốn biết là mình sử dụng cái phương pháp quan sát như thế nào Đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ cần tìm vậy mẫu quan sát là chúng ta dừng lại Xong nhiều bạn còn giải thích cơ Phương pháp quan sát là phương pháp Đấy không phải là cái việc mà chúng ta đi giải thích phương pháp Mà chúng ta phải nói rõ phương pháp này chúng ta sử dụng như thế nào Nhá, các bạn lưu ý nhé Đấy, cho nên tại sao mà phải học Có ba cái cốc trà sữa thôi nhưng mà giải quyết hết Chứ bây giờ thì còn viết thế này là đến lúc mà nhận xét rất là mệt Mà đây còn là thầy nhận xét cho bạn đấy Chứ còn nếu không có thế này mà mang đi nộp xem các bạn nghĩ giảng viên đánh giá như thế nào Hoặc là đề tài này có được có được duyệt không đóng góp này về mặt lý luận về mặt thực tiễn giải pháp giải pháp là nằm trong đóng góp thực tiễn đấy các bạn thấy à ở đây thì các bạn có thấy bài này bạn ấy thiếu những cái nội dung gì được không ạ đố ai mà chỉ ra được bài này thiếu thì những cái nục mục nào nữa trong phần mở đầu hiện nay bạn ấy đã trình bày được gì rồi lý do chọn đề tài rồi đối tượng phương pháp phạm vi Đóng góp bố cục Đố các bạn biết là bạn này còn thiếu mục nào nữa Mình dạy cho các bạn ấy 12 mục Còn đố các bạn biết bây giờ bạn này thiếu mục nào nữa Nào Ai biết không ạ Phần mở đầu còn thiếu mục nào nữa Các bạn comment xuống mình đọc thử xem nào Cứ mạnh dạn lên ạ Không biết thì chúng ta cùng học Thiếu thực trạng Hoàng Long Hải Ok Bạn ơi đây mới chỉ là cái phần Mà bạn ấy dùng làm đề cương thôi Cái phần mở đầu ấy Cho nên là nó chưa có phần thực trạng đâu Các bạn có biết là đang thiếu phần gì Trong phần mở đầu không Phần gì trong phần mở đầu Ý nghĩa của đề tài Ý nghĩa của đề tài Thực ra đây bạn đang có một cái rồi Đây là cái ý nghĩa Đây này ý nghĩa này Đấy Các bạn biết bạn thiếu gì không ạ Thiếu cái nội dung này cực kỳ quan trọng. Tổng quan thì cũng có rồi đấy. Nhưng mà thiếu cái gì? Đố các bạn biết thiếu cái gì? Thiếu cái đấy thì rất khó có thể viết được cái Ok. Bạn Hải Nam nói rất chính xác. Thiếu câu hỏi nghiên cứu. Từ mục tiêu nghiên cứu nó sẽ ra câu hỏi. Từ câu hỏi nó sẽ ra được giả thuyết. Đấy, từ câu chuyện giả thuyết nó sẽ ra được cái nguồn thông tin cần có. Từ nguồn thông tin cần có nó ra được các cái phương pháp nghiên cứu cần có. Đấy các bạn lưu ý nhá. Bạn đang bị thiếu đấy. Thứ hai là đến cái bố cục, chỗ này mình sẽ nhận xét nhanh để chuyển sang bài khác không là nhiều bạn sinh viên bạn đang sốt ruột quá. Hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên đang ngồi đây chờ đến bài của mình để nhận xét. Cho nên là thầy cũng không dám la cà một bài lâu quá. Nhá, các bạn lưu ý nhá. Đến bố cục của bạn này thì thầy sẽ chỉ ra mấy cái điểm mà chưa được ổn. Đấy, thứ nhất là cái chương 1 là một số vấn đề các bạn đừng có viết theo kiểu một số vấn đề lý luận một số vấn đề lý luận các bạn trình bày thẳng vào cơ sở lý thuyết về cái vấn đề gì một số vấn đề nghe nó thế nào và cái thứ hai nữa trong đề tài này của bạn ấy được chưa cái mục mà cần quan trọng nhất với đề tài này của bạn là thực trạng việc sử dụng công cụ dịch thuật Đấy, thực trạng sử dụng công cụ dịch thuật công cụ hỗ trợ dịch thuật. Thế các công cụ hỗ trợ dịch thuật là cái gì? Thì ở đây mình đã chưa thấy bạn đã trình bày. Bạn nói là tầm quan trọng, bạn nói vai trò, bạn nói các yếu tố ảnh hưởng, bạn nói về khái niệm. Nhưng bản chất các công cụ hỗ trợ dịch thuật nó là cái gì? Nó gồm những cái gì? Các cái phương pháp sử dụng nó như thế nào? Thì mình nghĩ cái đấy mới là cái quan trọng. Bởi vì đấy mới chính là cái thứ mà bạn sẽ phải khảo sát thực trạng chứ còn đây bạn chỉ trình bày có hai cái khái niệm này sau đó bạn trình bày các cái tầm quan trọng vai trò và các tác nhân thế bản chất nó là cái gì các công cụ hỗ trợ dự thuật nó là cái gì có cầm nắm sờ mó được không cụ thể nó là cái gì các cái phương pháp sử dụng nó như thế nào để cho hiệu quả bởi vì bạn mà không chỉ ra được cái gì đấy làm cơ sở thì đắt các bạn rất khó đánh giá người ta là có hiệu quả hay không thế cho nên cái chương này thì cái quan trọng nhất mình chưa nhìn thấy và cái nữa là chúng ta không nên show mục cấp độ 4 ra làm gì Bởi vì các cái mục khác bạn đâu có show ra được cấp mục Các cái mục khác bạn còn chưa show được mục cấp độ 3 ấy. Mục này bạn show được cấp mục cấp độ 4 Để làm cái gì? Nhìn nó mất cân đối về mặt thẩm mỹ không? Và vừa rồi có một bạn sinh viên hỏi rất là hay Là thầy ơi Tìm kiếm tài liệu liên quan để làm cái gì? Thế bây giờ thầy hỏi em Nếu em không tìm kiếm tài liệu liên quan Em không có kiến thức về nó em có xây dựng được bố cục như thế này không em có xây dựng được bố cục không hay là em chỉ ngồi em nghĩ thôi à chắc là nó cần có cái này nhưng thực tế bản chất của nó khi mà đọc tài liệu liên quan em thấy nó có không không có hoặc là nó có thì mình lại không biết đúng chưa cho nên là cái mà các bạn có thể đưa ra được nó phải dựa trên các kiến thức của bạn về vấn đề đấy ví dụ như bây giờ thầy nói rằng là Bây giờ thầy sẽ nghiên cứu đề tài về quản trị văn phòng Thế thầy phải hiểu văn phòng nó là cái gì? Quản trị là cái gì? Quản trị văn phòng là cái gì? Các cái chức năng của quản trị văn phòng là gì? Chủ thể quản trị văn phòng là gì? Khách thể quản trị văn phòng là gì? Đối tượng quản trị văn phòng là gì? Thế quản trị văn phòng là quản trị cái gì? Đấy Xong sau đó chúng ta mới nói đến câu chuyện là Ý nghĩa rồi nguyên tắc rồi thì vai trò Nhưng mà các bạn sinh viên nhà mình ấy các bạn không có cái phong kiến thức đầy đủ cho nên các bạn rất hay trình bày thích cái kiểu là gì ạ khái niệm ý nghĩa vai trò tác nhân ảnh hưởng bởi vì các bạn hoàn toàn có thể ngồi đâu đó các bạn nghĩ ra được nhưng mà cái nội hàm của cái đối tượng nghiên cứu thì các bạn ấy, trình bày là đôi khi thiếu luôn cái quan trọng nhất để thiếu luôn bởi vì cái đấy nó phải sâu cái đấy không thể ngồi nghĩ được cho nên các bạn sinh viên nhà mình không tư duy được đến đoạn đấy chỉ có ngồi nghĩ được cái gì thì nghĩ Đấy. bởi vì bây giờ các bạn tưởng tượng xem bây giờ nói rằng là ờ ừ, ảnh hưởng đối tượng nghiên cứu là kết quả học tập của sinh viên ui thì bạn sinh viên nào chẳng nghĩ ra được ở ừ, kết quả học tập là gì khái niệm xong sau đó vai trò của kết quả học tập hoặc là ý nghĩa của kết quả học tập xong rồi thì lại ừ, những cái thứ mà nó nó các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập ở ừ, cái đấy thì bạn sinh viên nào cũng nghĩ được bởi vì ngồi nghĩ được mà đoán đoán được nhưng mà cái thứ nào là cái thứ để đánh giá kết quả học tập đánh giá trên thang điểm nào đánh giá theo chuẩn nào theo lý thuyết nào theo lý thuyết của ông nào bởi vì mỗi một ông khác nhau thì người ta lại có cái đánh giá khác nhau ví dụ như trong đề cương nghiên cứu của các bạn đánh giá người ta dựa trên diện ba cái thang điểm trình độ mình xin lỗi kiến thức kỹ năng và thái độ kiến thức người ta lại có thang điểm kỹ năng và thái độ người ta cũng có những cái thang điểm cũng có những căn cứ để đánh giá những cái thứ đấy các bạn có xoay để vào không thì lại không bởi vì chúng ta lại không đọc tài liệu là vấn đề đấy mà các bạn chỉ ngồi tư duy nghĩ nghĩ thôi thế cho nên tại sao mà khi mình các bạn nhìn này khi mình thiết kế cái 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 chương trình mình dạy cho các bạn nhé đây này là khi mình dạy cho các bạn tư duy về bố cục thì trước đó mình đã phải dạy cho các bạn cách đọc tài liệu cách sử dụng endnote cách sử dụng literature review table thì lúc đấy các bạn mới có một cái phong kiến thức đầy đủ về vấn đề mà mình đang nghiên cứu sau đó mình mới chỉ cho các bạn biết cách tư duy để ra được một cái bố cục dựa trên cái nền kiến thức đã có dựa trên cái câu chuyện mà các bạn đã phân tích rõ đầy đủ các cái đối tượng mà khách thể nghiên cứu rồi khi bắt tay vào viết thì cái nội dung đầu tiên viết là viết về cái lý do cái đặt vấn đề hoặc là cái phần mở đầu đây này đây là đặt tay vào viết này còn lúc trước đã phải phân tích rồi hiểu chưa cái tư duy bố cục nó nằm ở đoạn 4 này này chứ nó không phải nằm ở đoạn 1 đã biết gì về nó đâu giống như kiểu đã tìm hiểu về nó đâu mà chốt cưới nó chưa Đấy, tiểu kết không có Mà một khi đã nói về yếu tố Chắc chắn các bạn lại tách cái được là gì ạ Chủ quan khách quan đấy Cái này nó là mô típ rồi Cái này the kiểu là thôi Không cần đọc tạo làm được Hoặc là nhắm mắt cũng vẽ ra được kiểu thế Đây này tiếp tục đây này Nó bế tắc luôn đây này nhìn đây này Tên đề tài là thực trạng về 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 Tên mục 2.1 Thực trạng về 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 Thì Thằng bố với thằng con bằng nhau về mặt nội hàm rồi các bạn ơi các bạn share được không ạ? Các bạn ơi các bạn share đi Share mới thả tim nhiều ạ. Minh Thông, thầy có dạy cách viết nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh không? Ok. Ờ, mình xin chia sẻ với các bạn như thế này Tiếng Anh hay tiếng Việt ấy, cách thức triển khai của các bạn là như nhau. Quan trọng là các bạn sử dụng ngôn ngữ thôi. Thế cho nên mình sẽ dạy cho các bạn cách để các bạn triển khai nghiên cứu. Còn bằng cái tiếng gì thì các bạn chỉ thay ngôn ngữ vào là xong. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng viết bằng tiếng Việt Mình cũng đi dịch thuật Và mình cũng công bố quốc tế được mà Đúng không ạ? Cho nên bạn Minh Thông đừng lo lắng Cái câu chuyện đấy Các cái nguồn mà mình chỉ cho các bạn tìm kiếm Một nửa trong số đó là nguồn tìm kiếm bằng tiếng Anh Còn cách mà bạn trình bày ấy, Bạn phải đảm bảo được về mặt khoa học Chứ còn bằng cái tiếng gì đi chăng nữa Nó cũng thế thôi Được chưa? Nha, bạn lưu ý nhá Tiếp này Đây, ví dụ nhé, kể cả bằng tiếng Anh, tiếng Việt Thì bạn gần đều và đảm bảo như này hết Đấy, về mặt logic của vấn đề. Thế bây giờ chương tên chương với tên mục đặt giống nhau mất rồi. Thế bố với con là cùng nội hàm đấy. Thế các bạn xem có được không? Cái đấy là cái mình dạy cho các bạn là cái mục 4 này này. Tư duy đặt bố cục này này. Đây này. Đây này, chỗ này là các bạn được học đầy đủ luôn nhá. Không bao có cái chuyện như thế này đâu. Tiếp thực trạng xong đó tách ra sinh viên nhóm ngành chuyên ngữ sinh viên nhóm ngành không chuyên ngữ rồi ạ các bạn ơi các bạn đừng có đi vào cái câu chuyện sinh viên chuyên ngành chuyên ngữ mới không chuyên ngữ câu chuyện ấy là các bạn phải làm rõ được cái vấn đề bây giờ bạn sẽ khảo sát cái gì ở cái phần chương 1 ấy bây giờ bạn khảo sát cái gì bạn khảo sát xem họ đang sử dụng công cụ gì bạn sử dụng bạn bạn khảo sát xem phương pháp họ đang sử dụng như thế nào bạn phải khảo sát xem cái kết quả họ sử dụng mang lại hiệu quả ra sao hay là cái gì đấy đây là mình đang ngồi đoán thôi bởi vì mình cũng đã không nghiên cứu đề tài này nếu mà nghiên cứu thì mình phải đi vào tài liệu mình mới nói chuẩn chính xác 100% nó là cái gì được nhưng với kiến thức là một cái cái nghiên cứu thì mình muốn đi vào cái đối tượng nghiên cứu đấy chứ không phải đi vào sinh viên bây giờ cái vấn đề bạn đang muốn tìm hiểu người ta xem người ta sử dụng công cụ như thế nào thì bạn phải đi vào công cụ xem họ đang sử dụng công cụ gì sử dụng công cụ như thế nào có đem lại hiệu quả hay không nó có sai lầm gì không vân vân và vân vân thì bạn phải xoay vào nó bạn mới thiết kế được cái bảng hỏi bạn hỏi người ta thế bây giờ bạn nói là sinh viên chuyên ngữ sinh viên không chuyên ngữ người ta làm sao bắt biết là bạn đã hỏi cái gì trong nhóm này không biết các bạn đã nhìn thấy vấn đề chưa thời gian học của khóa chuyên ninh và khóa chuyên sâu khác nhau không thầy ok cái khóa chuyên ninh là cái khóa mà cung cấp cái phương pháp nghiên cứu khoa học một cách cơ bản nhất cho các bạn nhưng các bạn hoàn toàn có thể làm tất cả các loại bài được rồi thì nó chỉ học có 3 ngày thôi học 3 ngày nhưng mà sau đó các bạn được học trên website bất cứ khi nào bạn muốn bởi vì nó đã được đóng gói thành website nhưng mà trước đó các bạn được học với thầy sau đó thì trong quá trình bạn học bạn làm viết bài thì thầy sẽ giám sát cùng với bạn để nhận xét bài cho bạn còn khóa chuyên sâu ấy khóa chuyên sâu là dành cho những người nghiên cứu mang tính chất định lượng nhưng mà phải học qua khóa truyền hình rồi thì lúc đấy khóa chuyên sâu không phải học với thầy mà học với một cái chuyên gia các chuyên gia này người ta rất giỏi về định lượng và người ta công bố quốc tế các bạn biết không thầy khá là trẻ nhưng mà thầy đã có hơn 40 công bố quốc tế trong đó gần một nửa là công bố trong các cái nhóm mà web of science hay là ISIS and Oscars đây là những cái nhóm mà khoa học rất là tinh tinh hoa đấy đấy đây là công bố quốc tế thì cách thì các cái thầy đó sẽ dạy vào các bạn trong nhóm chuyên sâu học 5 buổi học 5 buổi trong đó có một buổi tư vấn về đề tài của bạn luôn và đặc biệt nữa là các bạn sẽ được học cách viết bài báo khoa học và hướng dẫn công bố trong khóa chuyên sâu. Bởi vì khóa chuyên sâu người ta dạy bạn sử dụng định lượng, đặc biệt là trên phần mềm SVSS. Đấy. Thì các bạn được học um, nó sâu hơn. Và đặc biệt là muốn công bố quốc tế thì chúng ta phải làm định lượng thì dễ công bố hơn. Đấy, nhá. Thầy ơi, để tài liệu tham khảo thì khi trách đạo văn giảm phần trăm đúng không ạ? cái suy nghĩ này là sai em để tài liệu tham khảo đấy là cái bắt buộc em phải để em người ta không gọi để tài liệu tham khảo người ta gọi là trích dẫn tài liệu tham khảo cái đấy là bắt buộc phải để khi chúng ta đã tham khảo bài của người khác thì chúng ta bắt buộc phải có trích dẫn thì như vậy là không bị đạo văn em hiểu chưa không bị đạo văn còn em mà không để thì nghiễm nhiên là đạo văn dù tỷ lệ trùng lập của em chỉ có 10% thôi em vẫn là người đạo văn còn em để em trích đúng kiểu thầy đang nói đến cách cách thức để trích thì em sẽ giảm được tỷ lệ trùng lập theo quy định của nhà trường bởi vì mỗi trường là khác nhau cho nên là các em phải nắm được quy định của nhà trường chứ không thể nào nói rằng là em để nhiều bạn sinh viên rất là hay thầy ơi tại sao em đã gắn tài liệu tham khảo vào rồi mà em vẫn bị diện báo trùng lập rồi ơi hai cái thứ nó có liên quan đến nhau đâu khổ ghê với cả nhà trường em không cho em miễn trích dẫn trong ngoặc kép em trích trực tiếp em để trong ngoặc kép nó báo trùng lập 100% thế là dính trưởng cho nên các bạn phải thực sự hiểu vấn đề. Ok. Như mà các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhé. Bây giờ thầy cho các bạn xem một cái này nữa. Này. Đâu ta? Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhé. Khóa như này đúng không? Các bạn nhìn nhé. Thế này. Các, tất cả các bạn sinh viên của thầy. Khi mà. Đây là cái một nội dung kiến thức rất mới ngay trang 70 này. Các bạn ấy sẽ được học thêm 7 trang tài liệu về đạo văn. Đây là một cái kiến thức rất mới thầy mới cập nhật vào ngày mùng 9 tháng 6. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 12. Cách đây 3 hôm. Các bạn thấy chưa? Những bạn sinh viên mà học khóa chuyên ninh, các bạn được cập nhật những kiến thức mới nhất về các kiến thức về trách đạo văn. Để không ai bị hỏi cái câu hỏi như vừa rồi nữa để thầy rất muốn là các bạn sinh viên của thầy chủ động ngay khi các bạn bắt tay vào viết bài chứ không phải viết xong một bài là 100 trang rồi mới chạy ra thầy ơi chết cho em đạo văn với 60 phần thầy ạ thầy giảm cho em với không giảm được tự viết đi không đợi đến nước lên chân mới nhảy và chúng ta phải hiểu vấn đề ngay lúc đầu chúng ta viết ngay thì chúng ta không bị nhiều như vậy đâu nó chỉ rơi vào 40 hay 50 hay 30 phần trăm nhưng mà nếu như ba mươi phần trăm năm phần trăm đấy là cái diện, đấy là ngẫu nhiên còn nếu khi mà bạn áp dụng các cái miễn của nhà trường bạn thì ngay lập tức nó giảm thì lúc chúng ta sửa chỉ sửa nó đơn giản thầy không dám chắc rằng là không bị quá bởi vì rất khó để viết không quá nhưng mà khi chúng ta áp dụng các cái các cái miễn một chút thôi là nó giảm ngay nhá các bạn ơi cho mình thêm hai share nữa cho nó lên 140 trăm bốn mươi điện và các bạn thả tim nhiều nhiều vào nhé bây giờ có tám k thôi Em muốn check đạo văn thì đăng ký như thế nào ạ? Ok. Các bạn muốn check đạo văn hay các bạn muốn đăng ký cái khóa training này của thầy? Nó lại nhé, khóa training của mình nó chỉ bằng 3 cốc trà sữa thôi. Thì các bạn vào cái kênh bị và link bio ở trên cái tường TikTok này của mình này, bạn mang đúng đồng tiền này nhá. Trên cái TikTok này của thầy nó có cái link bio ấy. Các bạn có thể là vào đó để để để, 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 để tìm cách liên hệ nhé nó có thông tin link liên hệ đấy và các bạn có thể follow kênh này nhé để các bạn có thể xem được những kiến thức hàng ngày mà thầy share rồi tiếp tục ạ đấy cho nên là thầy không đồng ý với cái bố cục này lắm này giải pháp sử dụng linh hoạt hiệu quả rồi ạ sao nó văn vẻ nó dài dòng thế chỉ cần là diện một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ dịch thuật thế thôi bởi vì mục tiêu của các bạn là mô tả cái việc mà người ta đang sử dụng dịch thuật như thế nào và đưa ra một số kiến nghị thế thì đáp ứng luôn chương 2 và chương 3 đấy đăng ký được kích hoạt khoa học luôn hay phải đợi một hai hôm vậy thầy các bạn đăng ký khoa học luôn thì các bạn à, các bạn đăng ký khoa học thì các bạn được kích hoạt luôn ở trên website để các bạn có thể là có đủ luôn bộ tài liệu như vừa rồi cài đặt phần mềm và các bạn học ngay được để làm bài ngay lập tức còn học với thầy thì một tháng sẽ có một khóa vào giữa tháng thì các bạn sẽ học với thầy luôn nhá thế cho nên các bạn có hoàn toàn có thể chủ động về mặt kiến thức luôn chứ không cần đợi là đến hôm nào thầy mở mới học được nghe chưa cho nên các bạn hoàn toàn phải chủ động nhé ok nhá vậy là cái bài của cái nhóm này thầy đã nhận xét xong rồi cái nhóm đó hôm nay có xem like thầy biết đang xem like này thì nhóm đó giúp kinh nghiệm nhá Vậy thầy tắt bài của nhóm này đi này Ok. Đây là đến bài của bạn này, bạn nào mà đang bị trùng lặp nhiều nhỉ? Ồ, oh, đây còn bài nữa. Save. Đâu nhỉ? Để thầy xem nào. Đây, bạn này đang bị trùng lặp 64%. trăm. Uhm. Bây giờ thầy sẽ nhận xét cho bạn này và giảm tỷ lệ cho bạn đấy để thấy xem nào rồi bây giờ mình sẽ bây giờ nhé các bạn nhìn này ok cảm ơn các bạn đã tặng hoa hồng các bạn uh, có thể tặng hoa hồng nhá em nhấn bio vào tư vấn trích đạo văn nhưng trang lỗi thế ạ ờ bạn có thể vào trang khác ở đây có mấy trang ấy. Ok nhé, các bạn có thể share đi ạ. Bây giờ thầy sẽ nhận xét cho bạn này nhé. bạn nhìn nhé. Thầy sẽ nhận xét trích đạo văn cho bạn này xong, sau đó thầy sẽ nhận xét thêm cho một hai bạn nữa. Các bạn nhìn này. Muốn tư vấn cho các bạn ấy, thì đầu tiên chúng ta phải chấp chuẩn với quy định của nhà trường. Bởi vì các bạn mà không chấp chuẩn theo quy định của nhà trường thì gần như các bạn không thể tư vấn được cho người ta. Thế cho nên thầy sẽ kéo xuống cuối cùng. Các bạn sinh viên nhé. Đây là tỷ lệ trùng lập của các bạn. Được chưa? Tỷ lệ trùng lập là cái màu đỏ này, này Đấy 64 này Ngoài ra các nguồn bên này là tỷ lệ phần trăm Nhiều trường người ta không cho phép trùng quá 5% hoặc quá 10% Kể cả bây giờ bạn có giảm cái này xuống 30% Nhưng cái này của bạn vẫn 10% thì người ta vẫn không chấp nhận Cho nên các bạn sinh viên nhà mình phải cực kỳ lưu ý Các bạn ơi các bạn thả tim đi ạ à, Cho nó lên đến 10k đi Bây giờ mới có 8.8k Các bạn thả tim đều đi ạ, cho lên 10k đi ạ Nhá các bạn nhìn này Đấy, kéo xuống hết cỡ thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái dòng. Các bạn nhìn vào dòng này nhé. Không biết hôm nay bạn Ánh có đang xem like không? Thầy nhắc rồi, bạn Ánh phải vào xem nhé. Ánh mà không vào xem thì không không thầy thầy không nhận xét qua kênh khác cho đâu. Cứ thế này thôi. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này. Bài của bạn này hiện nay tại sao mà được mở cái phần loại trừ trích dẫn? Loại trừ trích dẫn ấy, nó được hiểu là bài của bạn này được miễn trong ngoặc kép có nghĩa là bạn đi trích dẫn trực tiếp được miễn mở nhìn đi chứ nhìn mở chưa các loại trùng khớp thì không các bạn nhìn nhé ở bên này có rất nhiều nguồn dưới một phần trăm đấy cho nên bây giờ mà bài của bạn này đang sáu mươi mấy phần trăm bây giờ mà được miễn nguồn dưới một phần trăm ngay lập tức nó giảm kinh khủng luôn đấy các bạn nhìn này Để thầy xem nào đây các bạn nhìn nhé để thầy tắt bớt những cái không liên quan đi không tiktok nó lại không thích điều này đây các bạn nhìn này đây là bài của bạn đây này, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn sang đây nhé. Các bạn nhìn này, thầy chỉ cần làm một thao tác nghe thôi. Nó còn có 31% này, nhìn chưa? Cho nhiều bạn sinh viên buồn cười lắm. Thầy ơi, thầy check cho em 24% thầy nhé. Úi rồi tôi lại còn check được theo tỷ lệ chị muốn nữa thì chết. Thế thì siêu quá. Bởi vì chúng ta check, ấy, chúng ta phải check theo tiểu cái quy định của nhà trường chứ không phải chúng ta trách theo tỷ lệ chúng ta mong muốn ví dụ nhà trường em không cho em miễn cái một phần trăm này các em nhìn này nhà trường em không cho em miễn cái một phần trăm này thì làm sao mà thầy dám cho vào đây các em có thể đạt được tỷ lệ mà em mong muốn nhưng mà đến khi em nộp bài thì nhà trường em không cho em nó vẫn lên 60 phần trăm thì lúc đấy thành ra thầy lừa bọn em thầy chỉ đáp ứng cho bọn em cái ngay lập tức thôi giống như kiểu các em đi ăn những cái đồ mà nó nó không đảm bảo nó hóa chất ấy. ăn thì ngon mồm ngay lúc đấy thôi nhưng về nhà nó đau bụng lăn ra đấy thì thì đấy là thất đức những người làm ăn như vậy là không ok các bạn nhìn này giống như vậy nhiều bạn thấy ơi thầy chỉ cần trách cho em ra 20% xong rồi đấy thầy chụp cho em cái này là được rồi Và thôi tôi chịu chị ạ tôi không làm cái trò đấy tôi là giảng viên chứ tôi không phải là cái chỉ là cái người đi trách đạo văn cho các chị trách xong các em tin không các em về về nộp ở nhà trường một cái các em bị đuổi luôn bởi vì sao nhà trường người ta đã không cho nộp bài dưới 3 trên 30% rồi cố tình lại còn lừa người ta thế thì người ta quy các bạn vào cái trạng thái là gì là không trung thực và rất có thể người ta cấm thi môn đấy thì các em quay lại cái bắt đền thầy à cho nên thầy không bao giờ làm cái điều đấy thầy phải làm theo đúng quy định cho nên bao giờ đối với các bạn sinh viên chết ấy, thầy cũng chụp cho các bạn cái ô này đây cái ô này thầy bảo em ơi trường em được miễn cái gì không nhưng mà đa số các bạn sinh viên không hiểu gì về cái này Thế nào thầy lại mất một thôi một hồi giải thích Thầy nói thật với các bạn giải thích cho các bạn Mất thời gian kinh khủng luôn ấy. Trách chỉ mất có 10 phút 15 phút thôi Nhưng mà giải thích cho các bạn hiểu tất cả mọi thứ mất 30 phút Cộng vào là 45 phút Thế mà Các bài như bạn 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 ánh bạn trách này Bài của bạn chỉ bằng hai bánh mì kinh đô thôi Mà không biết bây giờ giá Giá ngày xưa chứ không biết bây giờ mà giá thay đổi rồi Có khi còn không bằng ấy. Đấy em thấy không Thế cho nên là cái việc mà chúng ta trách chúng ta phải rất hiểu những cái am hiểu như thế này nhé yeah. rất am hiểu cái này được chưa thế cho nên nhiều khi các bạn mà trách chỗ thầy ấy, các bạn bảo thầy ơi em không hiểu thầy trách kiểu gì thầy trách ra 60% mà trong khi đấy hôm trước em trách chỗ cô giáo em có 31% mươi phần trăm thầy trách kiểu gì ạ? thế thầy bảo ơ ờ, thầy trách theo đúng em yêu cầu thầy hỏi em là em em được miễn cái gì không thầy còn chụp cho em cái này em bảo không thầy ạ thầy trách tất thầy miễn cho em mỗi mục lục tham khảo thôi Trách ra 60 phần ơ ừ, thầy trách kiểu gì đấy hôm trước cô giáo trách cho em cái thầy ok bình tĩnh bây giờ bảo cô giáo của em gửi cho em cái báo cáo full như thế này sau đó thì thầy sẽ giải thích cho em hiểu rồi ơi thầy bạn ấy gửi cho thầy chỗ thì mở hết mở mở chỗ này là giảm một phần trăm trời ơi thì nó chảy ít ngay lập tức thầy trách cho bạn ấy giống như của thầy giống như của bạn của cô giáo các bạn ấy thì ngay lập tức nó xuống còn có đâu đó hai mấy phần trăm thôi à thấy chưa khổ ghê các con rồi có biết cái gì đâu thế cho nên đầu tiên các em phải hiểu chỗ này nhé bạn ánh hiểu này chỗ này em được mở có nghĩa là gì em được miễn trích trong ngoặc kép bây giờ chúng ta quay lên trên để xem bài của bạn bị trùng như thế nào và tư vấn ra sao nhé rồi quay lên trên này đây thôi thì các phần các em nhé về mặt hình thức ấy, cái phần mà chương một là các em phải đẩy sang trang bên các em không được để lẫn với đây nhé các bạn, các bạn tiếp tục thả tim đi ạ sao tự nhiên dừng lại thế cái phần lý do chọn đề tài của bạn ấy thì hiện nay bạn ấy đang viết nhưng mà bị trùng mấy chỗ thứ nhất là cái đoạn này bị trùng nhiều này ok cảm ơn bạn huy hoàn bạn huy hoàn uh, tặng tim tặng hoa các bạn khác uh, cũng tặng tim tặng hoa nhá nhưng mà tuy nhiên các bạn nhìn này ở đây chúng ta thấy là ở đây nó bị trùng nguyên một chỗ ở đây có một cái vấn đề nhiều bạn sinh viên lại hỏi thầy này Ui, sắp hỏi rồi nhìn này các bạn nhìn nhé các bạn nhìn này cái này không phải là phần mềm nó bị vấn đề gì đâu đây đây xem nào bên dưới này có bị không đang xem bạn này bạn trích dẫn kiểu gì vậy có cái ô con con trên này rồi lát nữa thầy sẽ hỏi lại bạn xem bạn có ô con con trên này là như nào ok hường hường để trích đạo văn có được nhận xét trích đạo văn có được nhận xét free nhé em nhé ừ để quay trở lại xem một cái tiêu chí dưới này như nào. Loại trừ xích dẫn mở tắt. OK. Ở đây các bạn thấy nhá. Ở đây thì bạn bạn này bạn ấy có một số các cái đoạn văn bạn ấy bị trùng khá là nhiều. Đó là cái đoạn văn màu xanh này, này. ví dụ như, Ui, đau mắt quá. Các bạn nhìn này, các đoạn văn màu xanh bạn ấy bị trùng khá là nhiều nhưng mà chúng ta chưa thấy là bạn ấy có nguồn đâu những cái đoạn như thế này người ta gọi là bạn tham khảo nhưng mà lại chưa trích nguồn chưa trích nguồn thì nhà cũng được gọi là đạo văn rồi đấy cho nên những cái đoạn văn như thế này này bạn nên là nếu như bạn trích trực tiếp thì bạn nên đưa trong ngoặc kép bởi vì bạn được miễn nhưng mà tuy nhiên ở trong cái phần bài này của bạn ấy mình đang hơi thắc mắc một chút thầy đang hơi thắc mắc cho bạn một chút là tại sao mà một số chỗ bạn đấy đưa trong ngoặc kép mà phần mềm nó lại không chỉ ra không không miễn cho bạn đấy thấy đang không hiểu. Đây này. Ví dụ như đoạn này bạn ấy có sử dụng ngoặc kép này. Nhưng mà đây lại có dấu chấm. Thực ra cái phần mềm cái phần mềm Tonic in này này, nhiều các bạn các bạn nào mà hiểu về Tonic in thì các bạn thấy là ngay cả trên website của Tonic in ấy, nó cũng nói là cái phần mềm của nó nó không đúng 100%. Hơn 90%. Thế cho nên là các bạn cứ check 100 bạn hay là check 23 mươi bạn thì kiểu gì cũng một bạn là cái phần mềm nó nhận diện nó không được chuẩn Cho nên đây cũng là một trong trường hợp Mà các bạn cũng lưu ý nhé Hoặc là các bạn sinh viên nhà mình Cũng cho nó chuẩn chuẩn một tí Ví dụ ở đây có mấy cái trường hợp Thầy đang không hiểu là chỗ này bạn trích chữ sửa Đổi lối làm việc Trích chuẩn ngoặc kép mà tại sao nó vẫn không miễn Còn đoạn này thì bạn ấy trích Nó chưa được chuẩn lắm Đó là cái ngoặc kép nó phải sát với chữ Và dấu chấm thì ở đằng sau Thực ra cái câu chuyện này ấy, Có những lúc mà phần mềm nó bắt rất là chuẩn nó bắt rất sát có nghĩa là bạn ngoặc kiểu gì nó cũng bỏ cho bạn hết nhưng có những chỗ có những lúc mà bạn ngoặc không đúng nó không miễn luôn đây này mà rõ ràng các bạn nhìn nhé dưới phần mềm này là nó miễn hết rồi đây phần mềm như này là nó mở gì mở rồi được chưa đây phần mềm đây loại trừ trích dẫn đây chưa các bạn nhìn loại trừ trích dẫn nhé tắt cái đi này áp dụng nhé Đấy, 64%. Các bạn nhìn này, nhìn trực tiếp trên phần mềm luôn nhé. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy một chỗ này. Bạn đấy sử dụng mặc kép, đây này, từ đây này, đến đây này. Và nó không miễn cho bạn ấy đoạn này màu luận, à, cái đoạn này luôn. Ôi, thầy đang bị đau mắt quá, không chắc là nhìn, nhìn màn hình nhiều. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hoàn toàn không miễn cho bạn ấy luôn. Không hiểu kiểu gì. Đấy, có những cái lúc mà phần mềm nó bị ẩm ương như vậy thì sao? có những lúc phần mềm bị ẩm ương như vậy thì sao? thì khi mà các bạn nhận bài thì các bạn phải mở bài của mình ra, các bạn kéo xuống tận cùng để xem rằng là cái phần mềm này đây này nó đã trích theo đúng quy định của nhà trường mình chưa? nếu trích đúng quy định rồi mà mở ra có những chỗ nó không miễn cho mình như thế này, thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn già lại hết một lần nữa những cái dấu ngoặc như thế này có những bài nó bị thế buồn cười còn những có những bài không bao giờ bị nó bắt rất chuẩn gần như là thầy như thầy nhận thấy là gì ví dụ như khoảng độ 10 ngày gần đây thầy trách không vấn đề gì hả bây giờ là bài này bị đấy ví dụ như hàng trăm bài thì có một bài nó sẽ bị như thế này thì mình về mình phải viết lại viết lại không phải là mình ngồi mình viết lại hết mà mình ngồi mình già lại các cái dấu ngoặc của mình ấy. đánh cho nó đúng này đấy xong rồi lại mình có thể check lại một lần nữa để xem máy nó chạy lại như thế nào nhé thì đây bài của bạn đang rơi đúng trường hợp với luôn hôm nay thế nào mà thầy cũng không kiểm tra trước nhưng mà cũng không sao nó càng tốt để cho các bạn thấy rằng là phần mềm nó cũng không phải là tuyệt đối 100 phần trăm đâu đấy bởi vì chính cái phần mềm này cái nhà sáng tạo của nó người ta cũng nói ra là diện nó không đúng 100 phần trăm nó chỉ được có chín mấy phần trăm thôi thì có những lúc trách hàng trăm bài nó cũng có một những bài bị như thế này này thì các em về nhà các em phải tự biết là bài mình trích đúng hay chưa để mình có kiến nghị để mình có thể là được trích lại hoặc là mình mình sửa thế nào đấy được trích lại từ lúc mà thầy trách cho các bạn sinh viên đến giờ từ lúc thầy trách cho các bạn sinh viên đến giờ thì thầy thấy ba trường hợp bị rồi để trường hợp này của bạn ánh này trường hợp thứ ba cách đây cũng lâu lâu có một bạn sinh viên cũng bị thì để thấy là dễ lâu lâu nó lại bị một bạn như thế nếu để phút nốt nó có bỏ qua không thầy không em nhé thầy khuyến cáo là các bạn không nên dùng phút nốt bởi vì các bạn dùng phút nốt thì nó sẽ này, các bạn nhìn này phút nốt như này gì có gì đâu đây này đặt con chỏ chuột vào đây đúng không nhảy đúng không nhảy đúng không references footnote đúng không đặng văn phòng đúng không đấy footnote này này ok đấy xong chích 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 thế thì nhá nó báo luôn trùng luôn cả đoạn này <laughs> nó báo trùng luôn ở đây nên cho nên các bạn lưu ý thế thì các bạn sẽ bị trùng rất nhiều lần chung ở trên này xong lại chung ở dưới này xong lại chung ở dưới danh mục tài liệu tham khảo cho nên chúng ta không nên dùng footnote các bạn nên dùng các cái style chuẩn để trích dẫn các style chuẩn thì mình đã dạy cho các bạn rất là nhiều ở trong các cái khóa học hoặc là dùng references hoặc là các bạn dùng endnote 20 20 bây giờ lên 21 rồi 20 xong lên 20.5 xong lên 21 rồi đấy thì đấy mới là cái mà chúng ta trích dẫn nhé các bạn ơi các bạn thả tim điện cho lên mấy mấy tim điện rồi Thế thì cái trường hợp của bạn Thì thầy vừa khuyên bạn nên như vậy Bạn xem lại một chút Xem lại tất cả các mọc của mình làm sao cho thống nhất Bởi vì nhiều khi cái phần mềm nó rất là buồn cười Thầy lấy một cái ví dụ nhé Hôm vừa rồi có một bạn sinh viên cũng bị như thế này Nên thầy nói rồi lâu lâu có một bạn bị Thế là hôm đấy thầy định làm hai cái so sánh Một là thầy để Ngoặc kép đánh chuẩn như thế này Hôm đấy của bạn sinh viên đấy Bạn lại hay để theo kiểu này này Đây này bạn để kiểu này này Cho nên phần mềm nó không nhận ra nhưng mà nó lại miễn cho các bạn ấy các bạn như thế này thế là hôm đấy thầy để làm cho hai bản một bản một bản thầy để là như thế này một bản thầy để như thế này để xem rằng là phần mềm nó có nhận ra không và nó có sự miệt thị hay không nhưng các em biết nhào không đến khi mà thầy chạy thử phần mềm nó nhận ra cả hai cái thế mới buồn cười thế mà trong khi bài của bạn đấy nó không hề nhận ra một cái nào y như bạn này luôn các em nhìn thấy chưa y như bạn này luôn nó không nhận ra một cái nào hết đây trích như thế này đúng nó cũng không nhận ra trích như thế này không đúng nó cũng nhận ra nó cũng không nhận ra rồi thế mới hay đây để em thấy nào chúng ta phải làm chuẩn cái thứ hai nữa ví dụ như thầy lấy ví dụ nhé đây ở đây bạn có cái màu này là cái màu đỏ cái màu tím cả cái đoạn màu tím này các bạn bị trùng nhưng mà không hề có một cái trích dẫn nào hết đây là đạo văn tiếp bạn có những cái đoạn văn trùng rất dài như thế này màu nâu cũng không có trích dẫn gì hết đạo văn cả cái màu xanh không có trích dẫn nào hết đạo văn được chưa đấy mới chỉ là cái phần mở đầu thôi đây đi vào nội dung thì cái màu nâu này của bạn không hề có trích dẫn đạo văn màu tím đạo văn màu cam đạo văn màu cam thì ở đây bạn đang có cái trích dẫn nhưng mình đang không hiểu cái một xong là ngọc tròn này là, là cái kiểu trích dẫn gì đây không phải là cái kiểu trích dẫn gì hết nếu mà phút nốt thì nó phải xuống dưới trang thấy chả hiểu em đang trích kiểu gì nhá các bạn trích dẫn nó phải đúng style vào được chưa Mấy cả các bạn có nói là gì ạ đây là cái màu tím này cũng thế này được chưa đấy rồi thì chủ tịch hồ chí minh đến tận chỗ này các bạn mình nghĩ rằng là nếu như bài này của bạn mà nó nhận ra ấy, thì giảm khá là nhiều bởi vì bạn dùng khá là nhiều ngoặc ngoặc kép đây là nhiều lắm nhưng mà nguyên nhân là không hiểu tại sao nó lại không nhận ra đây này cả cái màu màu xám này của bạn không hề có một cái ngoặc kép không hề có một cái trích dẫn gì này quyết bài của bạn đạo văn rất nhiều đạo văn đây là chính bạn đạo văn luôn đấy, chứ không phải là tỷ lệ trùng lập đâu đấy bài này là một cái bài mà bạn tham khảo khá là nhiều nguồn đấy và trích dẫn chưa được ok lắm còn nhiều bạn sinh viên hỏi thầy ơi thế tại sao nó cứ trùng trùng kiểu ít ít này thì bây giờ sửa nha <laughs> sửa nha các bạn lưu ý nhé khi mà chúng ta viết về một cái chủ đề gì đó thì cái chủ đề đấy nó lập từ rất là nhiều như kiểu là công nghệ thông tin đấy hoặc là như đề tài này của các bạn ví dụ như là ví dụ như là, có những cái từ mà mình thấy là bị trùng nhiều như là học tập như là hoặc là những cái từ mà những cái cụm từ như là à, gì đâu nhỉ sinh viên Đấy. rồi thì à, đâu nhỉ cái từ học tập và từ sinh viên hoặc là một số từ như là khóa học phương pháp học tập nói chung là từ học tập từ, từ sinh viên hoặc là từ một số cái từ mà lặp lại nhiều theo chủ đề ấy. Ví dụ như từ sinh viên đấy này, nhiều kinh khủng luôn đây này thấy chưa thế thì các bạn thấy không ạ những cái đây, những cái từ đó các bạn hoàn toàn có thể sử dụng viết tắt được những cái từ mà thông dụng mà sử lập đi lại nhiều các bạn làm cái bảng chữ viết tắt thì nó cũng sẽ giảm cho các bạn cái tỷ lệ các bạn sử dụng nhiều rất là nhiều đấy cách làm research proposal ờ, cách làm để mà làm bài bản thì tốt nhất là bạn đăng ký cái khóa chuyên đi này nhé đây cái khóa chuyên này nhé nó chỉ bằng ba cốc trà sữa thôi các bạn được học làm bài bản nhé Còn bây giờ mà hỏi thầy cách thầy dạy cho em hoặc là nhắn tin cho em cách làm chi tiết thì nhắn chắc là nó phải mấy ngày mới hết được bởi vì nó cần một cái kiến thức bài bản em ạ chứ không phải em ơi em làm theo ba bước này là xong không phải thế bởi vì trong đấy nó còn rất nhiều cái kỹ thuật khác nhau đây còn đây là cái lý do chọn đề tài của bạn đấy bài của bạn đấy đây bạn ấy muốn là nhận xét trong cái like này cho bạn thì các bạn lưu ý cho mình nhé thế này ví dụ cái phần lý do chọn đề tài này mình vừa phân tích rất là kỹ rồi mình sẽ mình sẽ không nhắc lại cho các bạn một lần nào nữa đâu và mình sẽ đi ngay vào cái phần tổng quan của bạn đó thứ nhất là cái cỡ chữ này căn chỉnh của bạn là quá nhỏ cỡ chữ tiêu chuẩn nếu mà nhà trường không yêu cầu ấy, thì các bạn phải để 13, 14 chứ bây giờ mà bạn để cỡ chữ bé xíu như này cỡ chữ bao nhiêu đây cỡ chữ 12 thì bé quá được chưa thứ hai là các cái dấu câu của bạn đánh rất là lung tung nhìn này đây mình mạn phép mình cho lên cỡ chữ 14 đi cho nó nhìn mọi người còn được nhìn được. Đấy. 14 còn bé này này. Các bạn nhìn này. Đó. Chẳng có dấu câu gì đâu. Dấu câu thì đánh lung tung này. Tất cả cái đấy bạn phải xem lại. Đây. Các cái văn nói đây. Hay đơn giản nhất là làm kiểu như vậy. Hoặc là căn chỉnh. Bạn căn chỉnh cho nó căn đều hoặc là căn bên này là lề bên này là 3,5 bên này là 1,5 nhá được chưa thứ hai là các cái đoạn văn của bạn đang trình bày quá dài một đoạn văn của người ta chỉ khuyến cáo chúng ta dùng được 3 đến 5 câu văn thôi ở đây bạn thì kinh khủng quá tiếp nữa là nó quá dài nó dài đến hai trang thì mình nghĩ là nó không cần thiết bạn nên xem lại nhé cái đề tài của bạn là ảnh hưởng của TikTok tới sự tới sự hình thành áp lực đồng trang lứa ở sinh viên ở quốc gia thành phố hồ chí minh ảnh hưởng của TikTok đúng không mục tiêu là tìm ra sự ảnh hưởng tổng quan tình hình nghiên cứu thì mình nghĩ rằng là bạn nên uh, tìm ra những cái nghiên cứu nó uy tín ví dụ đây có một cái bài viết bạn trình bày là ở uh, theo TV News thì mình nghĩ rằng là nó đây đã cho thấy phổ biến lớn nhất của TikTok tại Việt Nam có những công bố có thể như thuyết phục như khi có đến 71,3% người dùng mạng xã hội sử dụng TikTok và Việt Nam top số 6. Các bạn lưu ý nhé, đây không phải là cái thông tin do cái ông này ông viết đâu. Ông này ông chỉ trích dẫn lại thôi. Các bạn lưu ý nhé, trong cái khóa training của thầy ấy, cái phần nội dung mà thầy dạy cho các bạn tìm kiếm tài liệu thì trong đấy thầy có nhắc đến mạng xã hội, nhưng mạng xã hội lúc đấy nó chỉ là cái kênh đưa tin chứ không phải là kênh mà người ta công bố thông tin khoa học. Cho nên ở đây bạn lại lấy là Những cái thông số về 73% người Việt Nam dùng Hay là Việt Nam to, nó top 6 ấy, Top 10 ấy. Các bạn nên lấy ở tại những cái khảo sát uy tín Cái số con số này nó có lạ gì đâu Nó có khó gì đâu Nhưng mà cái ông này mà các bạn lấy trên TV News Ông này chỉ là người đưa tin lại thôi Các bạn hãy nhớ những kênh TV VTV này kia ấy, Đó chỉ là kênh mà người ta đưa tin Đưa tin có nghĩa là người ta đưa lại Một cái nguồn tin Từ một nguồn tin khác Thì cái quan trọng là bạn phải tìm ra nguồn tin gốc Ví dụ mình có nhớ như là cách đây lâu lâu ấy, trên VTV của Việt Nam người ta đăng tải một cái thông tin rằng là hiện nay tại trường đại học Mỹ, các trường đại học Mỹ uh, hiệp hội hiệp hội các nhà tuyển dụng hay là các nhà doanh nghiệp Mỹ gì đấy mình nhớ tên hơi dài thì người ta không còn sử dụng đến bảng điểm của các bạn để tuyển dụng nữa mà người ta dựa vào cái khả năng thực tế làm việc. Thế thì ngay lập tức mình khá là nhạy cảm với thông tin này bởi vì mình đang đang muốn viết một bài viết về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Thế nhưng mà mình quay trở lại VTV mình tìm Thì mình tìm là tìm không phải tìm để mình trích cái VTV Mà mình lấy Cái thông tin từ VTV mình xem VTV lấy ở đâu Thì người ta để một cái đường link Của một cái nghiên cứu của một cái viện gì đấy Của Harvard Thì ngay lập tức mình kích vào link đó để mình đọc cái bản toàn văn của nó Ở trên cái website của cái Của cái, của cái, của cái tổ chức này Đấy là một cái nghiên cứu Đấy sau đó chúng ta trích Chúng ta trích từ cái nghiên cứu đấy chứ không ai trích từ VTV VTV3 Được chưa như các bạn kiểu có kỹ năng một chút nhé, đấy, còn được học thì nó khác được chưa? <laughs> và cái thứ hai không phải là chúng ta cứ trình bày thế này là xong, quan trọng là cái đề tài này của bạn, bạn muốn trích dẫn ấy nó liên quan gì đến đề tài của bạn không? nó có dạng nó có cái ưu hạn chế gì liên quan đề tài của bạn như nào và tổng quan theo vấn đề như mình vừa dạy các bạn đó, à. đây như cái đề tài dưới thì được Đó. thế thì các bạn nên nhóm theo vấn đề để chúng ta tổng quan ví dụ đề tài trên thì nói là Việt Nam nói về TikTok đề tài dưới thì gọi chung chung là mạng internet mạng internet thì nó rộng lắm nhưng đâu bao gồm mạng xã hội đâu các bạn thấy chưa cho nên chúng ta nên tổng quan theo vấn đề chứ không phải chỗ thì internet chỗ thì mạng xã hội xong chỗ thì lại là một cái gì đấy nữa không, mà lâu lâu là có một cái mấy cạch đầu dòng cách cách này nhìn nó nó thiếu chuyên nghiệp ghê nó giống như một cái bài copy paste đâu về chưa sửa. Kể cả là bài nhát, Các bạn nên nhớ nhé chúng ta chỉ mất 3 thao tác để đưa bài này về một cái chuẩn chỉ các bạn nhìn này. Có cái gì đâu. Nhìn này. Được chưa? Nhìn này. thấy chưa nhìn nó khác chưa các bạn nhìn nó khác chưa đây là mình đang làm thủ công ấy chứ còn bên máy của mình ấy là nó đã cài đặt sẵn rồi cái đặt sẵn là như nào đây này Ctrl N cái các bạn nhìn này nó đã chuẩn chỉ rồi tham mình cỡ chữ 14 thuộc đầu dòng 1.27 lề trên là hai dưới dưới là hai hết rồi nó chuẩn chỉ hết rồi các bạn muốn biết chuẩn chỉ hay không các bạn kích vào normal kích vào modify này nhìn này các bạn kích vào diện paragraph cho mình nhé thấy các bạn nhìn thấy chưa nó setup hết rồi mà cái đấy mình cũng sẽ dạy cho các bạn trong khóa training có nghĩa là mọi thứ được setup hết chứ không phải là làm xong bài rồi mới ngồi căn chỉnh mình 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 xếp à, đâu don't xếp sorry các bạn đấy các bạn nhìn này đấy cái bài của bạn vừa rồi đấy nên này nhìn các bạn nhìn khác chưa các bạn nhìn này một đoạn văn của nó dài kinh khủng không từ đây đây luôn này đấy thế các bạn nhìn này nó nó thoáng mắt không đây vừa rồi nó như này này đâu đâu đây nó như này này đây nhìn thấy chưa mà đây là cỡ chữ 16 sáu đâu đây là bài khác rồi đây, đây các bạn nhìn thấy chưa chỉnh lại các nhìn nó khác ngay nhiều bạn ấy cứ lấy cỡ à? ui rồi thầy ơi thầy đừng nhìn về hình thức Đấy là cái bài của em đang nhát. Thế nhát em gửi cho giảng viên của em làm gì? Em coi thường giảng viên của em ấy. Em sẽ sao mà em gửi cái bản như bản nhát ấy? Như thế này người ta chả dễ đọc hơn là người ta cảm thấy được, được tôn trọng không? Bản vừa rồi thì có giống như copy về, paste về không? Đấy. Nội dung, hình thức đều không đảm bảo. Thế là bạn này, bạn ấy vừa được thầy nhận xét hôm kia. Xong hôm nay bạn ấy vừa đăng ký vào chiều nay. Lúc, 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 trước lúc vào đây còn độ 15 phút. Đấy, cho nên phần tổng quan thầy muốn là bạn hãy viết theo nội dung nhé các bạn đừng liệt kê theo kiểu như này nữa mà liệt kê các bạn nhìn đây chỗ này các bạn có thiếu thông tin đây này còn đã có năm đâu đấy về tình hình nghiên cứu trên thế giới mình nói rồi là các bạn hãy nên theo vấn đề và tình hình theo thế giới thì chúng ta cũng phải tổng quan như vừa rồi nếu mà chúng ta viết chứ ở đây không phải là thứ nhất thứ hai không biết bạn đang viết gì bạn nên viết theo các đề tài chứ không phải có một đề tài xong viết hết hoặc là viết theo kiểu nhặt nhặt những cái nội dung nhé và cái quan trọng nhất cuối cùng đó là bạn phải nói được rằng các đề tài nghiên cứu trước đây đã làm được gì và chưa làm được gì và đề tài của bạn khoảng lớp khoảng trống như thế nào được chưa rồi về đối tượng nghiên cứu thì bạn này bạn viết nguyên cả tên đề tài ra cái này nhiều bạn sinh viên nhà mình hay viết lắm đấy đề tài của các bạn đôi khi ảnh hưởng của mạng xã hội đến đồng trang lứa đến đây thôi được chưa sinh viên trường này là khách thể rồi và tại trường này là phạm vi rồi được chưa ở đây phạm vi của bạn ấy cũng trình bày được mỗi một cái chữ này thôi <laughs> chết mất mỗi cái thứ một tí thôi các bạn phải giải thích đôi khi các bạn cũng phải giải thích thêm về tại sao bạn lựa chọn như vậy tại sao lựa chọn đến giai đoạn này mà không phải giai đoạn khác từ ngày 22 đến ngày 28. Đây là thời gian để em tiến hành nghiên cứu hay là thời gian của vấn đề nghiên cứu? Đấy. Được chưa? Tiếp nữa là các cái phương pháp như thầy vừa dạy các bạn ấy, các cái phương pháp chúng ta phải có các cái nhóm như phương pháp thu thập, phương pháp xử lý, phương pháp luận chứ không phải chúng ta liệt kê các cái phương pháp cụ thể ra như thế này vội nhé đặc biệt là chúng ta còn trong các phương pháp thu thập thì có phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp nó khác nhau nữa cơ đấy đóng góp vậy là bài này của các bạn cũng thiếu rất nhiều nội dung ví dụ như là về câu hỏi nghiên cứu rồi chưa rồi thì giả thuyết nghiên cứu đấy các bạn xem lại thêm bổ sung thêm nhé Rồi, chắc là tối nay thầy cũng chỉ xem được cho các bạn ba bài như vậy thôi. Thì nó cũng hết thời gian. Bởi vì là mai thầy cũng phải làm việc ấy. Cho nên hôm nào thầy chỉ like đúng giờ thôi. Các bạn cũng thông cảm nhé. Các bạn nhớ là các bạn muốn học cái khóa training. Thì các bạn có thể đăng ký thêm trong cái buổi like như thế này. Các bạn được giảm 10% nhé. À, ok, cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta có một cái kỷ lục mới đó là share những 2.201 share nhiều hơn lần trước rồi. Hy vọng là những buổi sau thì chúng ta sẽ share nhiều hơn. Thầy cũng sẽ chuẩn bị được nhiều nội dung hay hơn cho các bạn. Hi à, hy vọng rằng là là cái buổi live ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài rất là nhiều, được chưa ạ? Rồi cảm ơn các bạn nhé. Và chúc các bạn ngủ ngon ạ và làm bài thật tốt ạ. Cảm ơn các bạn.